Hay là bà được không? Xin kính chào tất cả quý vị. Xin gửi lời chào nồng nhiệt đến với ngày thứ hai của lớp đào tạo chuyên sâu. Bữa nay tôi sẽ cùng thảo luận với các bạn về cách điều trị IBS vào năm 2020. Để bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu về những cái lộ trình để chẩn đoán hội chứng IBS. Tại vì không chưa có những cái chỉ điểm sinh học, cho nên chúng ta phải dựa trên các triệu chứng lâm sàng. Và điều này đã được tích hợp vào trong tiêu chuẩn Rome 4, là cái mẫu mới nhất và được công bố vào năm 2016. Những cái triệu chứng chính trong tiêu chuẩn Rome 4 đó là đau bụng tái đi tái lại. Cái tiêu chuẩn này cần phải được hoàn thành thì mới chẩn đoán IBS. Sau đó chúng ta sẽ có thêm hai triệu chứng nữa, hai tiêu chí nữa để hoàn thành IBS. Nó liên quan tới cái đặc điểm của phân. Thứ nhất, đó là liên quan giữa đau bụng cũng như động tác đi cầu. Đối với đa số bệnh nhân sau khi đi cầu xong thì họ đỡ đau bụng. Tuy nhiên có một số bệnh nhân họ nói rằng là thậm chí sau khi đi cầu xong thì đau lại nhiều hơn. Cho nên đây có thể là một chỉ báo bị IBS. Thứ hai là mối liên quan với sự thay đổi tần suất đi cầu hoặc là thay đổi về hình thức của phân, thí dụ như phân lỏng, phân đặc. Cần có thêm hai trong ba các tiêu chí phụ vừa kể cộng với đau bụng là tiêu chí chính. Đối với tần suất, ít nhất mỗi tuần phải có một ngày bị như vậy và khởi phát là trước đó 6 tháng. Đó là tiêu chí của Rome mà được sử dụng trong nghiên cứu. Nhưng họ cũng sử dụng trong thực hành lâm sàng nữa. Thí dụ như mối liên quan đối với các tiêu chí của phân là quan trọng để chẩn đoán phân biệt giữa IBS từ những cái trường hợp mà khó điều trị. Thí dụ như cái đau bụng mà liên quan tới hệ thần kinh trung ương, CAPS. Trong các bản báo cáo cuối cùng ngày hôm nay tôi sẽ quay trở lại CAPS. Cái điểm khác biệt quan trọng nhất đối với CAPS, đây là những cái người mà có cái sự tăng cảm đau, không có mối liên quan giữa cái biến cố về mặt sinh lý, thí dụ như ăn, uống, đi cầu và tình trạng đau. Cái đau đó lúc nào nó cũng có ở đó, cho dù là có ăn hay không, cho dù là có đi cầu hay không, đau lúc nào cũng có mặt, cho dù ban ngày hoặc hay đêm. Chúng ta biết đối với những bệnh nhân này thì cái sự mẫn cảm hóa trung ương là quan trọng, bởi vì vậy chúng ta cần phải đánh vào cái cơ chế trung ương đó, thí dụ những cái chất về điều biến thần kinh hoặc là điều trị mặt tâm lý. Tiêu chí của Rome không những chỉ sử dụng trong nghiên cứu mà còn sử dụng trong lâm sàng. Như giáo sư Tắc đã đề cập tới, đây là một trong các bệnh lý phổ biến nhất trong thực hành lâm sàng về đường tiêu hóa. Qua các khảo sát trên dân số, người ta ghi nhận tần suất của nó từ 5 tới 15% trên thế giới với sự biến thiên rất nhiều. Chẳng hạn như trên cái bản đồ thế giới này, các bạn có thể thấy tần suất ở Iran chỉ khoảng có 1% và ngay kế bên nó là nước Pakistan thì lại tới 45%. Cho thấy có một sự khác biệt lớn tùy thuộc theo cái văn hóa hoặc là tùy thuộc theo các bản câu hỏi mình sử dụng để điều tra. Như đã nói, nó là cái chẩn đoán thường gặp nhất trong thực hành lâm sàng của chúng ta. Cứ 3 bệnh nhân thì có 1 bệnh nhân là được chẩn đoán là IBS. Và ưu thế nhiều hơn ở nữ, thường là nhóm phụ nữ trẻ và những phụ nữ mà cần phải đi khám bác sĩ. Cũng tốn kém lắm. Không những là do các lần đi khám bác sĩ, điều trị về y khoa, mà còn do những cái chi phí gián tiếp, ví dụ như ảnh hưởng tới công ăn việc làm. Và ngoài ra, nó còn có tác động tiêu cực đối với chất lượng cuộc sống. Mình không có bị chết, bị tử vong do IBS. Tuy nhiên, có những bệnh nhân thì triệu chứng nó nặng tới nỗi mà có thể ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống và xã hội của họ. Tiêu chuẩn Rome 4 là rất có lợi và hữu ích, tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn thận. Bởi vì những bệnh lý thực thể, thí dụ như bệnh lý ruột biên hoặc là ung thư ruột, cũng có thể phù hợp với tiêu chuẩn Rome 4.
Do đó chúng ta cần phải chẩn đoán loại trừ những cái bệnh lý thực thể đó. Đó là lý do tại sao mà Rome đã đề nghị là chúng ta phải đi từng bước. Đầu tiên là chúng ta hỏi về bệnh sử lâm sàng, phối hợp với những cái tiêu chí vừa kể. Rồi mình khám thực thể để kiểm tra xem có cái gì bất thường hay không, hoặc là gợi ý là có cái bệnh lý thực thể nào đó. Sau đó chúng ta sẽ chỉ định một số những cái cận lâm sàng và có một số bệnh nhân thì chúng ta đi tới soi đại tràng. Đây là cái lưu đồ được lấy từ Rome 3 và vẫn còn đúng trong Rome 4. Chúng ta bắt đầu từ hỏi bệnh sử, rồi sau đó chúng ta kiểm tra xem có các yếu tố cảnh báo nào hay không. Những cái đặc điểm cảnh báo đó sẽ cho chúng ta biết xem thử liệu bệnh nhân này có cần xét nghiệm chuyên sâu hơn, thí dụ như là soi ruột. Đây là những yếu tố cảnh báo quan trọng, thí dụ sụt cân, bệnh nhân khởi phát triệu chứng sau 50 tuổi, mất máu, thiếu máu, phân có máu, hoặc là bệnh nhân thức dậy ban đêm vì triệu chứng. Và đặc biệt là đàn ông cũng được xem là yếu tố cảnh báo quan trọng, bởi vì thường là chúng ta gặp ở bệnh nhân nữ. Và vì vậy chúng ta cần phải nghi ngờ khi một bệnh nhân nam mà tới với chúng ta với triệu chứng IBS, hoặc là tiền căn gia đình có bệnh lý ruột viêm, hoặc là ung thư, hoặc là bệnh celiac, là các yếu tố cũng có thể biểu hiện như kiểu IBS. Khi mình thấy có những, hoặc là khi mình khám thực thể mình thấy có những cái gì đó bất thường là phải nghi ngờ. Đối với những bệnh nhân này mà có yếu tố cảnh báo thì chúng ta cần soi đại tràng để chẩn đoán loại trừ các yếu tố vừa kể. Tuy nhiên không phải tất cả bệnh nhân nào chúng ta cũng soi ruột hết khi có các triệu chứng gợi ý IBS. Đây là một cái nghiên cứu họ thực hiện soi đại tràng ở các bệnh nhân IBS, tức là các bệnh nhân đã phù hợp tiêu chuẩn IBS và những bệnh nhân đối chứng khỏe mạnh, và họ kiểm tra xem đi soi đại tràng thì có yếu tố lợi gì. Chúng ta không cần soi đại tràng để đi chẩn đoán polyp hoặc là ung thư. Như trong cái bảng này, những bệnh nhân mà bị IBS thì đỡ bị polyp hơn so với nhóm đối chứng khỏe mạnh. Bởi vì nếu như bị IBS, nó được xem là yếu tố bảo vệ đối với ung thư. Đây là những cái bệnh nhân họ thường đi tái khám thường xuyên, họ được soi đại tràng, hoặc là những bệnh nhân mà họ quen thuộc với những cái bệnh sử với đường tiêu hóa, và đặc biệt là nam giới cũng ít hơn. Cho nên không phải tất cả các bệnh nhân nào mà phù hợp với tiêu chuẩn IBS thì cũng đều đè ra soi ruột hết. Dĩ nhiên, một cái nữa mà chúng ta e ngại là những bệnh nhân bị viêm đại tràng vi thể hoặc là bệnh lý ruột viêm IBD. Đây là một cái nghiên cứu hơn 450 bệnh nhân chẩn đoán IBS dựa trên cái triệu chứng lâm sàng thì không thay đổi sau khi soi ruột ở gần tuyệt đại đa số tới 98%. Dù sao nữa, mặc dù là con số giới hạn, chúng ta vẫn bỏ sót một số những bệnh nhân bị IBD. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này làm sao giải quyết được. Bệnh lý celiac là một bệnh lý hữu cơ thực thể khác mà bệnh cảnh của nó có thể tương tự như IBS, cũng có thể có táo bón hoặc là có cái triệu chứng đặc hiệu khác. Điều đó vì vậy người ta đã kiểm tra xem thử những bệnh nhân mà có triệu chứng phù hợp IBS có phải hóa ra là celiac hay không. Trong các nghiên cứu trên dân số, người ta ghi nhận có sự tăng gấp 5 lần bị celiac ở những bệnh nhân phù hợp triệu chứng IBS so sánh với dân số đối chứng. Tuy nhiên, không phải nghiên cứu nào cũng thấy như vậy. Những nghiên cứu mà xuất phát từ Mỹ thì không thấy như vậy. Điều này còn phụ thuộc vào cái tần suất chung, cái nơi mà bạn sinh sống. Nếu như vượt hơn 1/200 người mà có bệnh celiac thì chúng ta hiệu quả so với chi phí nên tầm soát bệnh celiac, còn nếu không phải như vậy thì nó sẽ không hiệu quả so với chi phí. Thí dụ bệnh nhân ngồi trước mặt các bạn, hoặc là ngay cả một bệnh nhân mà bị tiêu chảy là chủ yếu IBS, thì mình có thể chẩn đoán loại trừ celiac bởi vì cái điều trị tương đối là dễ hơn để hỗ trợ cho bệnh nhân giải quyết được triệu chứng ngay. Đó là lý do tại sao
mà trong cái lưu trình này những bệnh nhân mà không có những cái triệu chứng nguy hiểm hoặc là báo động, chúng ta kiểm tra một số cận lâm sàng như sau, ví dụ can prostatin trong phân để chẩn đoán loại trừ IBD. Ở những người mà lớn tuổi hơn thì chúng ta cần soi đại tràng, chúng ta sẽ kiểm tra các thông tin khác, ví dụ therapy, chúng ta làm huyết đồ, làm công thức máu, kiểm tra coi thử có thiếu máu hay không, và chúng ta cũng có thể thực hiện chẩn đoán huyết thanh học, bệnh celiac tùy thuộc theo quốc gia hoặc vùng địa lý của các bạn, còn tùy thuộc thêm nếu như bệnh nhân có thêm táo bón hay không. Bởi vì thực ra cứ một trong năm người bệnh celiac thì có một người có thể biểu hiện táo bón. Khi các bạn thực hiện chẩn đoán IBS thì cái bước kế tiếp là mình phân loại và dựa trên cái thang điểm về hình thức phân của Bristol, mình có thể quyết định xem bệnh nhân này là IBS chủ yếu là tiêu chảy hoặc nhóm tip 6, 7 hoặc là chủ yếu là táo bón tip 1 và 2. Đây là những hình ảnh cho thấy những cái hình thức phân khác nhau, nó rất hữu ích. Tôi thường hay cho bệnh nhân của tôi xem. Các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bệnh nhân sẽ rất thích chỉ vô coi thử cái kiểu phân của họ khác nhau từ ngày này qua ngày khác như thế nào. Và tôi thích hình ảnh, những hình vẽ như vậy so với cái hình ảnh vẽ hiện gần đây mà người ta chụp hình. Cho nên tôi thích cái kiểu vẽ tay như vậy hơn thay vì là chụp hình cụ thể. Dựa trên cái kiểu phân, mình có thể chia phân loại ra IBS. Và cái mức ngưỡng ở đây là 25% số lần đi cầu, vượt hơn 25% số lần đi cầu. Thí dụ như từ 6 đến 7 được xem là IBS là tiêu chảy. 1, 2 là táo bón và phối hợp ở giữa là dạng hỗn hợp. Chúng ta điều trị bệnh nhân như thế nào? Như đã nói, có những cái cơ chế trung ương tăng nhạy cảm trung ương. Cả hai cơ chế này có thể sử dụng dược lý hoặc là không dược lý. Tuy nhiên cái bước đầu tiên là tất cả các bệnh nhân này là cần phải giải quyết cho được. Cái xuất thân của bệnh nhân, tâm lý của bệnh nhân, hội trí bệnh sự, rồi mình tập trung và tư vấn về giáo dục. Dựa trên cái mối quan hệ tốt giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Đó được xem là cái nền tảng quan trọng. Lát nữa mình sẽ quay trở lại cái lưu trình này. Điểm quan trọng là cần có sự tương tác tốt giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Đã có một cái nghiên cứu của trường đại học Mayo Clinic. Trong đó họ phân tích những cái đoạn băng video về cuộc trò chuyện giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Và họ đã chứng minh cho thấy sự tương tác càng tốt bao nhiêu giữa thầy thuốc và bệnh nhân thì càng giảm khả năng bệnh nhân quay trở lại có các triệu chứng hoặc là than phiền, tức là càng giảm cái số lượng bệnh nhân IBS mà kháng trị. Bây giờ chúng ta coi thử biểu đồ bên tay phải với những cái thành phần khác nhau mà đóng góp và sự mất đáp ứng đối với điều trị. Thí dụ như cái yếu tố về mặt lịch sử, chẩn đoán, những yếu tố thúc đẩy, thí dụ như trầm cảm, lo lắng, đều đóng góp vào sự cải thiện cái bệnh lý của bệnh nhân. Chúng ta cũng có thể thấy trấn an bệnh nhân có vẻ là không có quan trọng lắm, không có hối. Cái này nó có vẻ ngược với cái tâm lý của chúng ta. Nhiều khi chúng ta trấn an bệnh nhân, chúng ta cứ tưởng là anh không có chết vì cái bệnh này đâu, không phải ung thư đâu, nhưng mà nó lại có vẻ chưa hiệu quả. Có lẽ là bởi vì cái mà thầy thuốc nói là trấn an đó, thì chúng ta làm hết test này, xét nghiệm này tới xét nghiệm khác, rồi chúng ta bảo là về nhà đi, thoải mái đi, cái này bình thường hết, không sao hết. Nhưng mà cái này sẽ không có hiệu quả. Bởi vì bệnh nhân họ vẫn còn triệu chứng, họ vẫn khó chịu, chúng ta phải biết rằng triệu chứng vẫn còn tồn lưu, vẫn còn dai dẳng. Mà nếu như chúng ta bảo là không có gì hết, bệnh nhân sẽ cảm thấy là mất tự tin, bệnh nhân nghĩ là chắc là bác sĩ bỏ sót cái triệu chứng, hoặc là họ nghĩ là họ sẽ chết, họ tử vong. Mà bệnh nhân thấy rằng mình đang ăn, còn uống được. Vậy thì không biết cái chuyện gì nó xảy ra, cho nên chúng ta cần có một cái chẩn đoán chắc chắn. Và chúng ta sẽ nói bệnh nhân dựa trên những gì anh hay chị nói với chúng tôi, thì anh chị bị IBS như vậy. Và chúng ta sẽ thực hiện một số xét nghiệm để loại trừ những bệnh lý thực thể hoặc ác tính.
Nhưng cái theo ý kiến của chuyên môn của tôi thì cái khả năng bị IBS là cao nhất. Nhưng đừng có nói chắc nha, tất cả đều là bình thường. Mình nói bình thường bệnh nhân không tin đâu, tại vì bệnh nhân vẫn còn triệu chứng mà. Cho cái bước kế tiếp là chúng ta tập trung trên cái triệu chứng chủ yếu của bệnh nhân bị IBS và chúng ta sẽ giải quyết cái triệu chứng chủ yếu đó trước trong lựa chọn điều trị của mình. Bởi vì các bệnh nhân có thể rất là khác biệt. Có những bệnh nhân thì nhiều khi chủ yếu là đau bụng, có người khác chủ yếu là chướng bụng và có rất nhiều các loại thuốc khác nhau để chúng ta có thể sử dụng để giải quyết những cái đặc điểm của bệnh nhân. Tôi sẽ không nói hết về tất cả các loại thuốc này. Tôi sẽ đề cập tới một số các loại thuốc mà phù hợp, quan trọng trong thực hành lâm sàng quý vị. Một trong các loại thuốc mà ít quen thuộc đó là cholesteramine. Cholesteramine thì chưa quen thuộc lắm. Cholesteramine là một loại resin gắn kết với axit mật. Lý do mà chúng ta có thể dùng trong IBS, các nghiên cứu nó cho thấy 1 phần 3 bệnh nhân phù hợp với tiêu chí của IBS tiêu chảy. Thực sự họ đã có được cái chẩn đoán chính là kém hấp thu axit mật, do đó chúng ta có thể sử dụng một cái loại resin như vậy để chẩn đoán cái kém hấp thu axit mật. Chúng ta có thể thực hiện xét nghiệm hơi thở axit mật. Cái xét nghiệm này không phổ biến lắm và nó đòi hỏi phải đi gom phân, tập hợp phân khoảng 72 giờ, thực hiện những cái xét nghiệm CKET. Xét nghiệm CKET là một xét nghiệm nhấp nháy đồ chẩn đoán hình ảnh. Trong đó chúng ta sẽ sử dụng các axit mật mà đã được đánh dấu đồng vị phóng xạ trong cơ thể, hoặc là chúng ta cho bệnh nhân điều trị thử cholesteramine hoặc cholecystatin. Và nếu như bệnh nhân dung nạp được thì mình thấy là có hiệu quả mà chúng ta không cần phải làm những xét nghiệm chuyên sâu khác. Tuy nhiên cần lưu ý rằng cái sử dụng nạp của các loại thuốc này thì không tốt nha. Có một số bệnh nhân sẽ cảm thấy các tác dụng phụ, thí dụ như chướng bụng. Do đó cần có cái chẩn đoán trước khi chúng ta điều trị nếu như chúng ta nghi ngờ bệnh nhân là kém hấp thu axit mật. Một trong những cái phương pháp không phải dược lý thứ hai mà có thể sử dụng cho cả các bệnh nhân bị tiêu chảy và táo bón đó là chất xơ. Chất xơ là gì? Chất xơ là những loại glucid mà không hấp thu được mà nó sẽ đi xuống đại tràng mà nó sẽ bị vi khuẩn lên men. Chất xơ có lợi bởi vì nó sẽ làm tăng cái khối lượng của phân và vì vậy tăng cường cái tốc độ di chuyển của phân qua ruột. Và đồng thời do sự quá trình lên men nó sẽ tạo ra các axit béo chuỗi ngắn. Những axit béo chuỗi ngắn này sẽ thay đổi pH ở trong lòng ruột, sẽ thay đổi hệ vi sinh ở trong lòng ruột. Và đồng thời đây cũng là một cái nguồn cung cấp năng lượng cho các tế bào đường ruột, tế bào đại tràng cũng như nhiều tác động có lợi khác. Tuy nhiên, chính thông qua cái sự lên men đó nó tạo ra metan hydrogen CO2. Điều này có thể khiến cho bệnh nhân đau bụng, bệnh nhân bị xì hơi, trung tiệt hoặc là bệnh nhân cảm thấy chướng bụng. Chính vì vậy chúng ta gọi là một cái nghịch lý chất xơ, tức là chất xơ có thể có lợi đối với những bệnh nhân chủ yếu là bị táo bón. Tuy nhiên có nhiều bệnh nhân họ ăn nhiều chất xơ quá, cho nên chính cái chất xơ đó nó duy trì một số cái triệu chứng họ, thí dụ như xì hơi, trung tiệt quá nhiều hoặc là chướng bụng hoặc là đau bụng. Người ta cũng nói về vai trò của chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Trong cái phân tích gộp này, ngược lại những cái chất chất xơ mà hòa tan, không hòa tan thì có lợi hơn là bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân chủ yếu là táo bón và thỉnh thoảng ở những bệnh nhân mà bị IBS dạng tiêu chảy. Chế độ ăn FODMAP thấp cũng được xem là một cái điều trị hiệu quả đối với bệnh nhân bị IBS và có thể giải quyết những bệnh nhân chủ yếu bị tiêu chảy. IBS tiêu chảy, một đồng nghiệp của tôi sẽ nói kỹ hơn về cái chế độ ăn FODMAP trong các bài báo cáo kế tiếp kháng sinh. Chúng tôi biết rằng hệ vi sinh trong đường ruột bị thay đổi ở các bệnh nhân bị IBS. Người ta đưa ra nhiều cái giả thuyết khác nhau do sự tăng sinh quá mức của các vi khuẩn bất lợi và kháng sinh có thể có vai trò. Một trong những cái loại kháng sinh mà thường được sử dụng về phương diện này đó là rifaximin. Rifaximin là một loại kháng sinh không hấp thu mà nó sẽ nằm ở trong đường ruột, nó có phổ rộng và đã được nghiên cứu ở các bệnh nhân bị IBS. Trong hai nghiên cứu Target, họ điều trị cho bệnh nhân khoảng 2 tuần
với rifaximin 550mg ngày 3 lần, rồi sau đó theo dõi khoảng 3 tháng. Các bạn có thể thấy rằng ít lợi của rifaximin so với giải dược là giới hạn, mặc dù nó đạt mức có ý nghĩa thống kê. Và vì vậy, có thể sử dụng rifaximin ở một số bệnh nhân bị IBS. Tuy nhiên, vấn đề là cho thế này, chúng ta chưa biết rằng bệnh nhân nào là bệnh nhân ứng cử viên tốt nhất cho rifaximin. Đó là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai, đó là đa số bệnh nhân sẽ cần phải nhiều hơn một đợt điều trị. Điều này đã thực hiện trong cái nghiên cứu. Người ta cho thấy rằng khoảng 2/3 bệnh nhân có đáp ứng với rifaximin ban đầu, nhưng sau đó khoảng 18 tuần sau thì lại cần một đợt điều trị nữa. Trong nghiên cứu này, họ chia ngẫu nhiên bệnh nhân vào rifaximin và giải dược. Mặc dù có ghi nhận sự khác biệt giữa hai nhóm, giảm bớt cái triệu chứng so với giải dược, cái đường cong ở giải dược là bên trên. Tuy nhiên, sự khác biệt với giải dược là tương đối giới hạn. Đối với các bệnh nhân bị táo bón, thì chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc sổ, thẩm thấu. Tuy nhiên, cần lưu ý, những loại như polyethylene glycol, nó có thể giải quyết được cái đi cầu, nhưng nó không có giải quyết được cái triệu chứng đau. Một số cái điều trị cao cấp hơn đối với các bệnh nhân mà chủ yếu mà bị táo bón, thí dụ lubiprostol và linaclotide, tôi sẽ nói rõ hơn trong bài báo cáo sau. Như vậy, chúng ta điều trị những cái bệnh nhân mà tiêu chảy và táo bón thì không có khó lắm. Bằng cách kết hợp các điều trị hoặc là tăng liều, trong đa số bệnh nhân chúng ta đều giải quyết được cái triệu chứng này. Tuy nhiên, cái khó khăn đó là cái điều trị đau và chứng bụng mới là cái chuyện mà khó nhằn nhất, và chúng ta mới gọi cái đó là cái đồ thiệt, thứ thiệt luôn. Một trong những bước ta điều trị đầu tay là sử dụng các loại thuốc chống co thắt. Ví dụ như otolinium bromide. Đây là một nghiên cứu dùng otolinium bromide. Đây là một loại kháng co thắt. Nó cũng sẽ được thảo luận trong một cái nghiên cứu gần đây của tác giả Karen. Đây là một trong các nghiên cứu lâu nhất. Đây là một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên trong cái tiêu chuẩn Rome 2. Nghiên cứu này kéo dài 15 tuần. Khi kết thúc 15 tuần, có một sự giảm về tần suất của đau bụng ở những bệnh nhân được can thiệp bằng otolinium bromide so sánh với giải dược. Và sau khi điều trị được ngưng khoảng 15 tuần, khoảng 10 tuần sau đó, chúng ta vẫn ghi nhận sự khác biệt giữa những người đã từng được điều trị motolinium và nhánh giải dược. Như vậy, rõ ràng là có hiệu quả bền vững ở bệnh nhân. Một số các phân tích gộp khác sử dụng beberin hoặc là dầu bạc hà tốt hơn so với giải dược. Đó xem là cái điều trị đầu tay. Một số các điều trị mới hơn mà hiện nay đang được ưa chuộng nhiều hơn có thể sử dụng trong lâm sàng, thí dụ như Avastin. Avastin là một loại phong tỏa thụ thể kháng histamine H1. Tác động của nó, của một đồng nghiệp của tôi là Wooten tại Leuven, cho thấy nó tác động đối với những neuron ở vùng dưới niêm mạc. Khi họ sinh thiết, họ thấy những cái neuron này nó có nhạy cảm nhiều đối với capsaicin. So sánh với những người đối chứng khỏe mạnh, người ta ghi nhận thấy rằng nó sẽ phụ thuộc vào histamine. Khi thụ thể histamine đối kháng thụ thể histamine H1 pyrrolamin được đưa vào thì những cái này nó sẽ giảm, và khi bổ sung thêm histamine vào những cái người đối chứng khỏe mạnh thì có sự tăng hoạt động của các neuron đó. Kháng histamine Avastin có thể được sử dụng, và điều này đã được thực hiện trong một nghiên cứu. Người ta sử dụng Avastin là một đối kháng H1 trong cái điều trị đối chứng ngẫu nhiên. Nghiên cứu này kéo dài 3 tháng. Tỷ lệ phần trăm của các bệnh nhân mà đỡ triệu chứng là có ý nghĩa thống kê ở nhóm bệnh nhân sử dụng Avastin so sánh với giải dược. Và hiện nay người ta đang triển khai trong một nghiên cứu pha 3 đa trung tâm chống trầm cảm hoặc là các loại thuốc mà điều biến thần kinh. Tôi sẽ nói qua thôi, tại vì hồi lát nữa sẽ có một bài báo cáo nói sâu hơn. Đối với các triệu chứng chung của IBS, thí dụ như đầy bụng hay chướng hơi,
không thấy có sự ghi nhận sự khác biệt nhiều lắm giữa chứng trầm cảm bao vòng hoặc là các loại điều biến thần kinh khác. Chứng trầm cảm bao vòng có vẻ là có lợi đối với các bệnh nhân mà có biểu hiện đau. Đối với một số các bệnh nhân mà có thể sử dụng, ví dụ như chống trầm cảm bao vòng hoặc là SRI mà chưa có hiệu quả, thì chúng ta có thể sử dụng một trong các điều trị mạnh tay hơn BIPS là pregabalin. Đây là một loại thuốc sử dụng để chống động kinh. Trong cái nghiên cứu này, họ sử dụng liều pregabalin tương đối cao, 225 mg ngày 3 lần. Thông thường tôi sẽ sử dụng liều thấp hơn, 75 mg ngày 2 lần. Đau được giảm ở những bệnh nhân sử dụng pregabalin so sánh với giải dược. Một số các điều trị thay thế khác để giải quyết các triệu chứng trung ương, cơ chế trung ương, thí dụ như thôi miên hoặc là các liệu pháp về chỉnh sửa hành vi nhận thức. Số bệnh nhân cần được điều trị để có hiệu quả là rất nhỏ, từ 3 đến 4 người, đây là cái điều trị hiệu quả. Tuy nhiên là đa số các quốc gia thì không phải quốc gia nào cũng có những người làm thôi miên chuyên nghiệp và nhiều khi bảo hiểm y tế không chi trả. Đây là một nghiên cứu sử dụng thôi miên, cho thấy đây là một cái điều trị mà rất đáng hứa hẹn mà khích lệ và nên sử dụng nhiều hơn. Họ sẽ sử dụng 10 phiên thôi miên, mỗi phiên kéo dài 45 phút, kéo dài khoảng 4 tháng, 3 tháng. Một số các triệu chứng về mặt thực thể và mặt tâm lý, thậm chí tại thời điểm 1 năm sau khi đã kết thúc, là những người mà được thôi miên mà tập trung vào cái triệu chứng ở đường ruột là có lợi hơn so với cái nhãn đối chứng. Như vậy rõ ràng có là một cái phân nhóm bệnh nhân trong một chừng mực nào đó, những cái liệu pháp để chỉnh sửa hành vi cũng có hiệu quả so sánh với việc giáo dục IBS đơn thuần. Đó là cái cột màu trắng. Và cũng bền vững, kết quả cũng bền vững 1 năm sau khi kết thúc điều trị. Điều này là thú vị. Chỉ có 3 phiên làm việc và tiếp xúc hướng dẫn như vậy mà 1 năm sau người ta vẫn thấy có lợi so sánh với những người chỉ có giáo dục thông thường. Tuy nhiên, việc thiếu hụt các chuyên gia thực hiện các liệu pháp về chỉnh sửa hành vi nhận thức là cái khó khăn. Bây giờ chúng ta nói tới những cái hệ vi sinh trong đường ruột. Nói tới hệ vi sinh trong đường ruột, nhiều người hay đề cập tới các loại probiotics. Người ta đã thực hiện một cái phân tích gồm. Các bạn có thể thấy bằng chứng rất là nhiều các nghiên cứu. Tuy nhiên, có nhiều các chế phẩm khác nhau. Lactobacillus, Bifidobacterium, thậm chí cả các loại Saccharomyces. Tất cả những cái phân tích gộp này, tất cả những cái kết quả đó nó được cộng hợp lại với nhau, so sánh với giả dược. Tuy nhiên, có vẻ nó không có hợp lý. Rõ ràng là chúng ta đâu có thực hiện tất cả những cái điều trị của IBS vào trong cùng một cái nghiên cứu, không à? Cho nên chúng ta cần xem xét từng loại, các loại probiotic khác nhau. Và đặc biệt các nghiên cứu này thì cũng muôn hình đủ kiểu, chất lượng nghiên cứu, chủng loại, vi sinh vân vân. Do đó, cho tới nay FDA cũng như các tổ chức khác thì chưa có khuyến nghị và chưa có ủng hộ probiotics, cũng như chưa đưa vào hướng dẫn của các đồng nghiệp ở Mỹ. Bây giờ chúng ta xem từng loại probiotics. Đây là Bifidobacterium infantis 3 năm sau 24. Nó được so sánh với Lactobacillus trong khoảng thời gian điều trị 8 tuần. Người ta muốn tìm hiểu xem triệu chứng có giảm xuống không so sánh với giả dược và so sánh với Lactobacillus. Trong cái chủng này thì người ta thấy có cơ chế tình trạng chứng bụng giảm hơn. Tỷ lệ giữa Enterococcus 10 và Enterococcus 12 là có sự gia tăng khi sử dụng cái chủng Bifidobacterium, do đó nó sử dụng cơ chế chống viêm. Và cuối cùng, nếu như probiotics mà chưa tốt, vậy thì chúng ta cấy phân đi, cho bệnh nhân uống phân, uống tin phân. Đây là một cái nghiên cứu của một trường đại học tại Bỉ. Trong đó người ta sử dụng 3 tuần sau khi chia ngẫu nhiên bệnh nhân. Thì cái việc cấy phân, những bệnh nhân được cấy phân so sánh với những bệnh nhân sử dụng phân của chính mình. Tại thời điểm 12 tuần, những bệnh nhân
giảm bớt cái triệu chứng của IBS, giảm bớt triệu chứng ở bụng. Tuy nhiên đó là tin mừng, nhưng cái tin buồn đó là một năm sau thì mèo lại hoành mèo, triệu chứng nó lại trở lại như cũ. Tôi xin cho các bạn coi thêm một nghiên cứu nữa có cái thiết kế tương tự. Tuy nhiên họ sử dụng cây phân thường xuyên hơn, người ta sẽ đánh liên tiếp 12 ngày 50 gram phân đông lạnh đặt trong những cái viên nang lấy từ những người cho khỏe mạnh. Và khi người ta khảo sát cái hệ vi sinh của những người đã được cấy phân thì hệ vi sinh của những người đã được cấy phân nó giống những cái người cho phân hơn. Những cái người mà được cấy phân so sánh với những người sử dụng phân của riêng mình thì sẽ tốt hơn so sánh với những người mà sử dụng cấy phân từ những người cho khỏe mạnh. Do đó hiện nay vẫn chưa phải là thời điểm để việc cấy phân trở thành một cái thường quy. Chúng ta vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn về cấy phân. Đó là tổng quan về những điều trị khác nhau các bạn có thể sử dụng IBS. Tôi xin tiếp nhận các câu hỏi nếu có. Chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi trên internet đối với những bạn. Các bạn có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây ở phía bên dưới để gửi câu hỏi cho chúng tôi. Tôi xin bắt đầu một câu hỏi từ chính tôi trước. Chúng ta sẽ phải điều trị trong bao lâu? Bởi vì có rất nhiều các loại điều trị khác nhau. Chúng ta cần phải điều trị trong bao lâu thì chúng ta mới có thể tuyên bố là không có hiệu quả. Thí dụ như chúng ta biết rằng đối với các loại thuốc chống co thắt, sự khác biệt ít nhất phải là 3 tháng. Thí dụ đối với botulinum bromide, mình cần điều trị bệnh nhân và tiếp tục điều trị bệnh nhân phải 3 tháng rồi mình mới cho là cái phương pháp điều trị đó là thất bại. Cái này nó còn phụ thuộc từng loại điều trị. Thí dụ như mình sử dụng các loại điều biến thần kinh, nếu như có đáp ứng thì mình phải tiếp tục sử dụng trong vòng 6 tháng. Rồi mình còn phải chờ ít nhất là khoảng 3 tháng rồi mình mới được quyền nói rằng cái loại điều trị đó là thất bại. Có cái loại nào mà tác dụng ngắn khởi phát nhanh, thí dụ như sau 2 tuần là mình đã biết là nó có hiệu quả hay không? Có loại nào không? Chúng ta biết rằng các loại dầu bạc hà, dầu bạc hà và peppermint có tác động chống co thắt nhanh mà đã được sử dụng tại Nhật Bản. Khi người ta sử dụng soi đại tràng, người ta đưa cái dầu bạc hà nó vô thì người ta thấy cơ trên ở trong đường ruột là nó giảm hẳn co. Và kể cả cái empiperin nữa. Tuy như vậy nó khởi phát tác dụng nhanh nhưng muốn được có tác dụng đầy đủ cần phải chờ lâu hơn. Câu hỏi thứ ba là mình có thể xài rifaximin lặp lại bao nhiêu lần? Cho tới nay các bằng chứng cho phép tới cái lần điều tái điều trị chúng tôi không sử dụng rifaximin, do đó chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm. Nói một cái thành thực, nếu như bắt buộc phải lặp lại rifaximin 3-4 lần trong một năm thì tôi không cho rằng đó là cái điều trị tốt. Và ngoài ra, khi các bạn xem xét hiệu quả của rifaximin so với giải dược, so sánh số lượng bệnh nhân cần phải được điều trị để có được một cái có hiệu quả, thì tôi không cho rằng đây là cái điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bị IBS. Một câu hỏi nữa. Về vị trí của gabapentin, có cái nghiên cứu nào mà xem xét việc sử dụng gabapentin để kiểm soát đau ở các bệnh nhân đã thất bại với chống trùng cảm bao vòng hoặc là SSRI không? Chúng tôi sử dụng gabapentin rất là nhiều vì chúng tôi có vấn đề thanh toán bảo hiểm y tế đối với lại pregabalin. Trong kinh nghiệm của tôi cho rằng pregabalin là tốt hơn so sánh với gabapentin. Tuy nhiên cho thế này thì chưa có nhiều dữ liệu về gabapentin ở trong bệnh nhân IBS. Quý vị có biết không? Cho tới nay chúng ta chưa có dữ liệu đó trong thực hành lâm sàng của tôi. Tôi thường hay sử dụng gabapentin theo cái kiểu của cái câu hỏi này. Tức là sử dụng những loại mà cho loại thuốc điều biến thần kinh mà nổi tiếng nhất, thí dụ như chống trùng cảm bao vòng, mà nếu thất bại thì mới qua pregabalin hoặc là gabapentin. Thứ tự của tôi cũng vậy đó.
tôi xài chống trầm cảm 3 vòng trước mà không hiệu quả, thì tôi mới qua pregabalin và gabapentin. Quan điểm riêng của tôi thì pregabalin là tốt hơn so với gabapentin, là kinh nghiệm riêng thôi. Có một câu hỏi nữa, anh đang chia các triệu chứng đau, chứng bụng, táo bón, tiêu chảy. Tuy nhiên theo định nghĩa thì IBC là một tập hợp tất cả các triệu chứng đó. Vậy thì chúng ta có bao giờ điều trị kết hợp, chúng ta đánh bao hay không? Hay là chúng ta bắt đầu bước 1 thì chúng ta tăng lên bước 2, bước 3 trong thực hành lâm sàng để anh dùng sẽ như thế nào? Như đã nói, bất kể cái triệu chứng của bệnh nhân nhiều hết như thế nào, bệnh nhân sẽ có nhiều hơn một triệu chứng. Tuy nhiên tôi sẽ hỏi bệnh nhân cái triệu chứng nào là quan trọng nhất, triệu chứng nào là chủ đạo nhất. Nếu như bây giờ muốn giải quyết một triệu chứng thì sẽ chọn cái nào? Như đã nói, bao giờ nó cũng có sự trùng lặp, cho nên có thể chúng tôi đầu tiên tôi sẽ xài đơn trì, rồi sau đó quay trở lại. Sau khoảng 3 tháng, mình chúng ta sẽ coi những cái triệu chứng khác, mà nếu như vẫn còn tồn tại thì chúng ta mới bắt đầu điều trị kết hợp. Thí dụ như đau vẫn còn chẳng hạn, chúng ta có thể kết hợp với là thuốc chống co thắt, rồi còn đau thêm cái lúc này mình có thể bổ sung thêm chống trầm cảm 3 vòng TCA. Là đầu tiên khi gặp bệnh nhân thì tôi thường khuyên bệnh nhân là có thể dùng loperamide nếu như bệnh nhân bị IBS chủ yếu là tiêu chảy. Không phải lúc ai cũng xài loperamide nữa, vì xài loperamide có thể gây chứng bụng. Tuy nhiên đó là một cái điều trị cứu vãn ngay từ đầu để giải quyết triệu chứng. Thế còn các điều trị đông y thảo dược hoặc là thuốc nam thuốc bắc thì như thế nào? Đông y thảo dược hả? Hồi nãy tôi đã nói rồi đó, dầu bạc hà đó, cái đó cũng là đông y thảo dược hả? Hoặc là một số các loại thuốc chống co thắt. Mà có thể tham gia trong việc giảm đau. Cho nên đông y thảo dược cũng có vai trò. Hồi nãy cũng có nói, khi nào thì nên sử dụng chất xơ. Cái này hơi khó hiểu, anh có thể nói rõ hơn về chất xơ không? Cái mà chúng ta đôi khi thấy, đối với một số bệnh nhân bị chủ yếu là tiêu chảy, thì nên sử dụng. Mà mỗi lần đi số lượng phân ít ít thôi. Thì khi mình xài chất xơ, nó có thể làm tăng cái khối lượng phân lên và giảm bớt cái số lần đi cầu, cũng như làm cho phân nó chắc, nó thành khuôn hơn. Hoặc là một số các bệnh nhân mà thỉnh thoảng bị táo bón thì chất xơ cũng có lợi. Tôi có thêm hai câu hỏi nữa mà tôi muốn đề cập, cả hai câu hỏi này đều là quan trọng, nhưng mà vui lòng nói ngắn gọn nha, tại vì vấn đề về thời gian. Câu hỏi thứ nhất là đối với bệnh nhân metalazine trong IBS tiêu chảy thì như thế nào? Nó đã được kiểm chứng trong hai nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên lớn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó đều thất bại. Và một nghiên cứu thứ hai được đưa vào những cái phân tích sau thì thấy có vẻ có vai trò của sulfasalazine, nhưng do đó metalazine có vẻ là không có vai trò trong IBS. Đây là một câu hỏi khó. Chúng ta có cần đi xét nghiệm HIRO cho tất cả các bệnh nhân bị IBS không? Điều này quay trở lại cái giả thuyết về sự tăng sinh vi khuẩn quá mức ở trong ruột non. Tuy nhiên, vẫn còn gây tranh cãi và nhiều khi nó không có dự báo được bệnh. Thí dụ như có đáp ứng được với kháng sinh hay không? Cho nên tại thời điểm này thì tôi không có chỉ định đi xét nghiệm HIRO ở đa số các bệnh nhân một cách thường quy. Những cái câu hỏi mà chúng tôi chưa giải quyết thì lát nữa trong những bài sau chúng tôi sẽ quay lại. Bây giờ xin mời báo cáo viên kế tiếp. Bây giờ chúng tôi sẽ quay một cái đề tài quan trọng. Tôi đã đề cập với các bạn điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc trong vòng vài năm qua. Người ta thấy rằng chế độ ăn cũng quan trọng không những để điều trị IBS mà điều trị những rối loạn về tiêu hóa chức năng khác. Một trong những sinh viên học tiến sĩ xuất sắc của chúng tôi sẽ trình bày những cái bằng chứng từ trong Ivan cũng như là các bằng chứng từ trong nghiên cứu của ông ấy.
Xin cảm ơn lời giới thiệu. Hôm nay chúng tôi sẽ nói với các bạn về chế độ ăn trong IBS cũng như các rối loạn đường tiêu hóa khác. Có lẽ các bạn đã từng thấy một những hình ảnh tương tự như trên cái màn hình này khi chúng ta biết thức ăn nó có tác động lên triệu chứng. Để cho các bạn thấy, đây là một cái đề tài rất là rộng về mối liên quan giữa thực phẩm và chế độ ăn và triệu chứng của bệnh nhân. Dựa trên các khảo sát trực tuyến, người ta ghi nhận 40% các bệnh nhân cho thấy các yếu tố trong chế độ ăn có thể làm tăng cái triệu chứng. Dựa trong các khảo sát của các bệnh nhân này có các triệu chứng của IBS. Người ta đã muốn thay đổi các chế độ ăn của bệnh nhân để giảm các triệu chứng của bệnh nhân. Thí dụ như trên slide này, người ta có thể thay đổi lượng chất xơ ăn vào hoặc lượng nước uống, hoặc là họ tránh những thức ăn dầu mỡ, chất béo. 23% bệnh nhân BIBS được đưa vào trong nghiên cứu này thì lại không có thay đổi cái thói quen ăn uống của mình. Sau một cái giai, người ta sử dụng những người tình nguyện khỏe mạnh, sau một cái giai đoạn nhìn ăn, người ta khảo sát cái triệu chứng sau ăn. Những bệnh nhân này được cho một bữa điểm tâm trước cái bị điểm tâm và 30 phút cho tới thời điểm 240 phút sau bữa điểm tâm, người ta sẽ đánh trên một cái thang điểm về các triệu chứng đường tiêu hóa ở cái biểu đồ bên tay trái. Ở những người tình nguyện khỏe mạnh thì không có biểu hiện những cái triệu chứng nào hết ngoài việc cảm giác no thôi. Trong khi đó, những bệnh nhân biểu đồ bên tay phải là bệnh nhân bị IBS thì họ có sự tăng rất là nhiều về các triệu chứng của đường tiêu hóa so sánh với những người tình nguyện khỏe mạnh bên tay trái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về việc sử dụng can thiệp chế độ ăn đối với các rối loạn đường tiêu hóa. Chúng ta sẽ nói về sự bất dung nạp thực phẩm và yếu tố kích hoạt từ thực phẩm và dị ứng từ thực phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về bất dung nạp và yếu tố kích hoạt từ thực phẩm. Đầu tiên tôi xin nói về glucid mà thường hay đề cập tới là chế độ ăn FODMAP. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ nói về gluten hoặc là bột mì. Trên slide này, trong quá khứ đã có nhiều báo cáo cho thấy các tác động của một số các loại thực phẩm FODMAP trên các triệu chứng của bệnh nhân. Nhìn chung, người ta sử dụng cái thuật ngữ FODMAP là để chỉ các loại đường đơn hoặc đường chuỗi ngắn mà có thể lên men được. Như đã nói, FODMAP là viết tắt của các loại đường đơn, đường đôi hoặc là các loại đa chức rượu lên men có thể gặp trong nhiều loại trái cây hoặc là trong bánh mì, trong các loại nuôi, một số các loại đường khác, thí dụ như fructose. FODMAP có thể giảm các triệu chứng ở các bệnh nhân mà có điểm triệu chứng đường tiêu hóa cao. Do sự thiếu của các men tiêu hóa, thí dụ như thiếu chức năng hoạt động của men lactase để tiêu hóa lactose trong các loại đường ăn vào hoặc glucid ăn vào, người ta đã minh họa cơ chế tác động của FODMAP. Những cái loại glucid này thì không có được hấp thu ở trong ruột non, nó đi xuống đại tràng và nó thu hút nước từ thành ruột vô do tác động thẩm thấu, và nó cũng dẫn tới sự sinh hơi do các vi khuẩn ở trong đại tràng lên men làm cho lòng ruột căng giãn, ảnh hưởng tới vận động của ruột và có thể biểu hiện các triệu chứng đau, chướng, đầy hơi hoặc là trung tiện hoặc là táo bón hay là tiêu chảy, tùy thuộc theo từng cái phân tiếp của bệnh nhân IBS.
tác động của chế độ ăn FODMAP đã được mô tả rất là nhiều. Ở đây người ta so sánh chế độ ăn FODMAP ít và FODMAP cao. Về độ nặng của triệu chứng, chế độ ăn giảm FODMAP làm giảm độ nặng của triệu chứng nhiều, trong khi chế độ ăn có FODMAP cao thì không thay đổi triệu chứng hoặc là thậm chí còn làm nặng nề hơn triệu chứng. Trong nghiên cứu này, người ta cũng khảo sát lượng histamine. Nếu như đi theo chế độ ăn FODMAP thấp thì giảm histamine. Những bệnh nhân mà có chế độ ăn FODMAP cao thì tăng lượng histamine. Đây là một nghiên cứu mà chúng tôi khảo sát tác động của FODMAP đối với chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Nhìn chung, không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chất lượng cuộc sống. Sinh hoạt xã hội và mối quan hệ vân vân cho thấy chế độ ăn FODMAP có thể làm ảnh hưởng tới các khía cạnh của cuộc sống như vậy. Tác động của chế độ ăn FODMAP đối với hệ vi sinh trong đường ruột cũng được đề cập. Chế độ ăn FODMAP có thể dẫn tới các thay đổi trong ngắn hạn, nhưng về lâu về dài thì chúng ta vẫn cần phải nghiên cứu sâu hơn. Nó cũng có thể có tác động trên niêm mạc và vùng dưới niêm mạc. Xu hướng là thường hay làm giảm các vi khuẩn Bifidobacterium, như đã nói, tác động về mặt dài hạn thì cần được khảo sát sâu hơn. Và sự kết hợp với các loại probiotic về dài hạn cũng cần phải được khảo sát thêm. Tuy nhiên, chế độ ăn FODMAP thấp là phức tạp mà cần phải đòi hỏi, cần phải giải thích, tư vấn vân vân và được huấn luyện và đào tạo. Điều này là quan trọng. Bởi vì nhiều khi bệnh nhân sẽ không thể tuân thủ theo cái chế độ ăn như vậy nếu như họ không được giải thích kỹ. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ là cần có một cái chế độ ăn FODMAP thấp mà tương đối đơn giản. Và vì vậy, nói về cái chế độ ăn IBS truyền thống, người ta dựa trên vào thời điểm mà ăn thay vì là cái nội dung của loại thức ăn. Cái chế độ ăn IBS truyền thống là dựa trên cái khuyến nghị của tổ chức NICE cũng như là cái khuyến nghị của Hiệp hội về tiết chế dinh dưỡng của Anh. Khi người ta so sánh chế độ ăn IBS truyền thống với chế độ ăn FODMAP, chúng ta ghi nhận những cái kết quả tương tự với việc giảm thiểu cái triệu chứng ở bệnh nhân bị IBS. Không ghi nhận những cái khác biệt giữa hai chế độ ăn ở biểu đồ phía tay phải. Các bạn có thể so sánh với chế độ ăn FODMAP thấp kiểu Úc và cái chế độ ăn bình thường của người Úc. Một chế độ ăn bình thường của người Úc thì không làm thay đổi triệu chứng, trong khi chế độ ăn FODMAP thấp thì có làm giảm triệu chứng. Người ta cũng khảo sát các chế độ ăn này, chế độ ăn IBS truyền thống và chế độ ăn FODMAP đối với chỉ số về loạn khuẩn ở đường ruột. Chế độ ăn truyền thống không làm thay đổi chỉ số loạn khuẩn trước hoặc là sau khi điều trị. Nhưng chế độ ăn mà có FODMAP thấp, trong nghiên cứu này thì thấy có chỉ số loạn khuẩn cao hơn. Ngoài ra, những người mà có đáp ứng với điều trị thì có chỉ số loạn khuẩn thấp ở đầu vào. Đây cũng có thể là một yếu tố để chúng ta dự báo coi có đáp ứng với chế độ ăn FODMAP hay không. Đây là một trong các nghiên cứu của chúng tôi. Trong đó, chế độ ăn FODMAP so sánh với thuốc ở các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với bệnh nhân. Các bệnh nhân của chúng tôi được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm thì sử dụng chế độ ăn IBS thông thường, rồi tiếp tục theo dõi tái khám. Cái nhóm còn lại thì sử dụng botulinum bromide. Thời gian điều trị là 8 tuần.
Tất cả các bệnh nhân tiếp tục được tái khám hai lần trong vòng 8 tuần. Đây là kết quả của nghiên cứu. Như có thể thấy, sau 8 tuần điều trị với cả hai nhánh điều trị, chúng tôi ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giảm về mức độ triệu chứng. Đây là tiêu chí chính của nghiên cứu này. Và ngay cả khi chúng ta so sánh với thang điểm IBS sau 8 tuần, cũng ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa giữa otinium bromide và chế độ ăn. Tỷ lệ phần trăm những bệnh nhân mà có đáp ứng đối với otinium bromide, tỷ lệ đáp ứng cao, cũng như sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhánh điều trị, tỷ lệ đáp ứng cao hơn ở trong cái nhánh dùng chế độ ăn. Như đã đề cập hồi nãy, chế độ ăn FODMAP thấp, người ta sẽ bắt đầu hạn chế trong vòng khoảng 4 đến 8 tuần. Rồi sau đó là cái giai đoạn mà chúng ta lại cho ăn lại những cái thức ăn cũ. Cái giai đoạn kế tiếp là người ta tìm hiểu những cái yếu tố kích thích từ trong chế độ ăn. Mà người ta vạch ra cái chế độ ăn FODMAP mà cá thể hóa mình có thể kéo dài. Cái giai đoạn mà khó khăn là giai đoạn cho ăn lại những cái thành phần trong FODMAP. Trên giai đoạn này thường nhiều khi hay kém tuân thủ mà không hoàn chỉnh. Chính vì vậy, chúng tôi đã thiết lập một cái nghiên cứu khác ở các bệnh nhân bị IBS. Trong đó, chúng tôi tập trung vào cái giai đoạn cho ăn lại. Bệnh nhân ở trong giai đoạn đầu, họ sẽ được tiếp nhận các câu hỏi, cũng như là các công cụ đào tạo được hướng dẫn. Họ sẽ có 6 tuần chế độ ăn FODMAP thấp rất là nghiêm ngặt và chặt chẽ. Sau đó họ sẽ được ăn lại những cái thực phẩm trong FODMAP kéo dài trong vòng 9 tuần. Thí dụ, bài so sánh với nhóm đối chứng là glucose. Họ đưa lại những cái thành phần của FODMAP này đưa vào chế độ ăn của bệnh nhân ngày 3 lần với dạng bột. Bệnh nhân sẽ không biết là loại FODMAP nào họ đang kiểm định và tại thời điểm nào. Sau đó, bệnh nhân lại được tái khám bác sĩ và người ta sẽ xây dựng cái chế độ ăn cá nhân của bệnh nhân tùy thuộc theo cái triệu chứng mà được cải thiện hoặc cái triệu chứng xuất hiện trong giai đoạn cho ăn lại. Đây là các kết quả sơ khởi của nghiên cứu này. Cho tới nay, chúng tôi có 11 bệnh nhân. Chế độ ăn chặt chẽ làm giảm cái độ nặng của triệu chứng. Tuy nhiên sau đó trong giai đoạn cho ăn lại những thành phần trong FODMAP thì có sự gia tăng về độ nặng của triệu chứng đối với lactose, mannitol và đặc biệt là đối với phúc tăng. Chúng tôi cũng thiết lập một nghiên cứu tương tự như vậy. Đối với các không phải bệnh nhân IBS và nguyên nhân bị khó tiêu chức năng. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy có sự trùng lắp với bệnh nhân bị IBS và bệnh nhân bị khó tiêu chức năng. Những bệnh nhân này cũng được phân phát các bạn câu hỏi, cái cuốn sổ nhật ký để ghi lại các triệu chứng và hướng dẫn đào tạo. Ở đây, cái thang điểm là sẽ tập trung vào cái cảm giác mau no, chứng bụng và đầy bụng sau ăn, cảm giác đầy. Sự khác biệt 0.5 được xem là có ý nghĩa vào mặt lâm sàng, như vậy so sánh với đầu vào nghiên cứu thì thấy có giảm điểm LPDS trong cái giai đoạn mà sau khi bắt đầu cho ăn lại thì có cái điểm số LPDS cao hơn so sánh với vào thời điểm kết thúc giai đoạn nghiêm ngặt. Cũng có các đáp ứng cá nhân. Cái biểu đồ thứ hai trên cái slide này là từ một bệnh nhân mà khó chịu đối với fructans và fructose không cao lắm đối với mannitol. Như vậy, một bệnh nhân này khi ngồi cùng với cần phải hạn chế fructans, fructose nhưng có thể quay trở lại sử dụng các thành phần FODMAP khác trong chế độ ăn của họ. Một cái đề tài nóng bỏng khác đó là gluten và bột mì.
Chúng ta biết rằng trong lúa mì, bột mì nó có chứa gluten và những thành phần không gluten. Đây là một cái đề tài gây tranh cãi. Chúng ta biết tác động của chế độ ăn đối với hệ vi sinh trong đường ruột, chức năng đường ruột. Gluten cũng đóng một cái thành phần quan trọng trong cái biểu đồ này, mà có thể làm tăng các triệu chứng của IBS. Đây là một nghiên cứu, trong đó họ so sánh với chế độ ăn không có gluten và chế độ ăn có gluten. Nó làm giảm số lần đi cầu trong một ngày. Ngoài ra cũng có những cái thay đổi về hình dạng của phân, cũng như là thuận tiện hay dễ đi cầu. Nhưng mà hai cái đó khác biệt đó không có ý nghĩa thống kê. Chế độ ăn không có gluten thậm chí nó trở thành một cái trào lưu quan trọng ở một số quốc gia, chẳng hạn như 24% ở Hoa Kỳ có một gia đình không có một thành viên trong gia đình là không ăn gluten, hoặc là tại Úc 40% tránh, hoặc là tại New Zealand ngay cả mấy đứa nhỏ 4% cũng đã bắt đầu tránh gluten. Khi chúng ta cho bệnh nhân sử dụng chế độ ăn FODMAP, cái xong cái đầu vào chúng ta thấy có sự khác biệt. Khi sử dụng chế độ ăn FODMAP, sau khi trải qua 2 tuần, bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành các nhóm. Rồi sau đó họ chia vào các nhóm giả dừa hoặc là gluten cao hay là gluten thấp. Một số các khác biệt có nghĩa thống kê về các triệu chứng chung, về đau, về sự hài lòng với đi cầu, phân tốt hơn so với giả dược. Nghiên cứu này có thể cho thấy rằng có thể có hiệu quả của FODMAP nhiều hơn so với gluten trong việc giảm thiểu các triệu chứng của bệnh nhân. Chúng ta qua một cái đề tài khác là những bệnh nhân mẫn cảm với gluten mà không phải bệnh celiac. Đây là những người không có bệnh celiac nhưng triệu chứng của họ lại cải thiện khi chúng ta sử dụng chế độ ăn không có gluten. Đây là một cái bài phân tích gộp. Trong đó người ta khảo sát các bệnh nhân bị celiac mà có biểu hiện khó tiêu, không ghi nhận sự khác biệt so sánh với những người tình nguyện khỏe mạnh. Nội dung cuối cùng mà tôi muốn đề cập đó là những thực phẩm, cũng là một cái đề tài nóng bỏng hiện nay. Tần suất của những thực phẩm cũng cao mà chưa được phát hiện hết. Người ta có thể sử dụng kính hiển vi nội soi bằng laser đồng trục. Khi bệnh nhân mà có phơi nhiễm đối với các kháng nguyên trong thực phẩm, nó sẽ dẫn tới cái sự gia tăng của các tế bào lympho. Những cái thay đổi này được khảo sát ngay trên biểu đồ này. Những cái chế độ ăn loại trừ cho thấy có cải thiện triệu chứng tích cực và làm giảm cái mức điểm số của triệu chứng của bệnh nhân. Chúng tôi xin đi đến phần kết luận của bài báo cáo này. Các yếu tố trong chế độ ăn đóng một vai trò quan trọng trong khởi phát triệu chứng. Chúng ta cần cái tác động của một chế độ ăn FODMAP nhưng mà đơn giản hơn. Chúng ta cũng cần phải tập trung vào cái giai đoạn sau khi cho ăn lại những cái thành phần trong FODMAP sử dụng trong các bệnh lý rối loạn đường tiêu hóa. Có thể nói rằng là chế độ ăn không có gluten chỉ là một cái trào lưu chứ không phải là thực sự. Đây sau đây là một số câu hỏi. Hồi nãy chị đã nói rằng chế độ ăn FODMAP là nó quá phức tạp, phải hạn chế rất là nhiều và bị gặp những cái khó khăn trong cái giai đoạn mà bắt đầu cho ăn lại để quyết định xem cái nào là quan trọng và cái nào cần loại trừ. Một trong những cái mối quan tâm nữa
Đó là bởi vì chế độ ăn FODMAP nó quá hạn chế cho nên làm bệnh nhân bị sụt cân, bị xuống ký. Cái này trong thực hành lâm sàng chúng ta có thấy hay không? Và làm sao để giải quyết được hay tránh được? Trong cái nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện tại Đại học Leuven, chúng tôi hỏi bệnh nhân về cân nặng của họ. Ở đầu vào nghiên cứu mà cứ mỗi 2 tuần, chúng tôi cũng sẽ gọi điện cho bệnh nhân để kiểm tra về cân nặng của họ, xem họ có bị sụt cân hay không. Thường chỉ mất khoảng sụt khoảng cỡ 1-2 kg mà không có nhiều hơn. Nên trong nghiên cứu của chúng tôi, thực sự chúng tôi không thấy có tác động đối với cân nặng. Hồi nãy có một cái nghiên cứu, khi mà chế độ ăn của NICE và chế độ ăn của FODMAP được so sánh, rồi sau đó họ tính toán xem có những người xuống còn chỉ còn 1.600 kcal một ngày, cần có cái cẩn trọng gì hay không, cần lưu ý cái gì không, đối với bệnh nhân mà chỉ theo dõi thì có gì khác biệt không. Chúng tôi cũng thu thập các dữ liệu về số lượng năng lượng nhập của bệnh nhân. Hiện nay chưa có kết quả của cái nghiên cứu đó. Tôi nghĩ cái việc giải thích của cái người chuyên gia thiết chế dinh dưỡng là quan trọng. Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng nói với bệnh nhân là có thể liên hệ với chuyên gia thiết chế dinh dưỡng nếu như họ không biết cần phải ăn cái gì. Họ sẽ có một cái cuốn sổ tay để thực hiện theo dõi tại nhà. Do đó điểm quan trọng là cần phải xây dựng mối quan hệ và cần phải theo dõi nhắc nhở bệnh nhân kỹ. Như vậy ý kiến của chuyên gia thiết chế dinh dưỡng là quan trọng không? Trong nghiên cứu Domino, người ta sử dụng một cái app, một cái ứng dụng điện thoại. Vậy thì nó khác biệt so với chuyên gia thiết chế dinh dưỡng như thế nào? Mình không có chuyên gia thiết chế dinh dưỡng mà bệnh nhân sử dụng cái ứng dụng trên điện thoại. Mà trong khi cái chế độ ăn lại phức tạp, làm sao bệnh nhân hiểu được? Cái ứng dụng này, nó sẽ dựa trên cái chế độ ăn mà làm giảm FODMAP. Trong cái app, trong ứng dụng đó, người ta cũng kết hợp chế độ ăn FODMAP và chế độ ăn của NICE. Người ta cũng xây dựng những cái guideline trình bày cho bệnh nhân. Họ thường hay nói rằng là ăn ngày 3 lần, có thể ăn vặt. Họ cũng đưa các em một số các công thức nấu nướng, một số các lời khuyên, một số các chế độ ăn hoặc là các món để thay thế. Trải qua nhiều năm, chúng tôi thấy là ứng dụng là có cái tác động đối với triệu chứng của bệnh nhân. Cái chế độ ăn đó thì không phải là quá hạn chế mà họ đưa ra những cái lời khuyên, những cái hướng dẫn để bệnh nhân làm theo. Có một câu hỏi, nếu như chúng ta không có chuyên gia thiết chế dinh dưỡng để có thể xử trí chế độ ăn FODMAP, vậy thì nên sử dụng cái ứng dụng không ạ? Có cái ứng dụng nào mà có ở trên quốc tế để tôi có thể tải xuống xài hay không? Đây là một câu hỏi thú vị. Trường Đại học Monash có một cái ứng dụng. Trường Đại học Monash ở Úc. Các bạn có thể đánh những cái loại thực phẩm của các bạn vô và sau đó các bạn sẽ thấy coi cái thực phẩm đó có nằm trong chế độ ăn FODMAP hay không. Đối với bệnh nhân của tôi nghĩ rằng đó là một cái công cụ tốt để họ có thể thực hiện được chế độ ăn FODMAP mà không cần có sự nói chuyện với chuyên gia thiết chế FODMAP. Thì trong kinh nghiệm của chị đã có bao nhiêu người tuân thủ, bao nhiêu người bỏ cuộc chế độ ăn FODMAP dựa trên nghiên cứu của chúng tôi? Chúng tôi đã có một số dữ liệu chưa có phân tích vì mới là kết quả nghiên cứu sơ khởi. Chúng tôi thấy có những bệnh nhân họ tuân thủ chế độ ăn rất là chặt chẽ bởi vì họ thấy họ giảm được triệu chứng, họ cũng muốn theo sát chế độ ăn khi có tỷ lệ đáp ứng tốt. Cho nên quan trọng là bệnh nhân thích lời và họ tiếp tục với chế độ ăn đó và duy trì. Anh xin cảm ơn bác Vin. Bây giờ anh chị vui lòng giới thiệu bác Vin kế tiếp. Bác Vin kế tiếp là về xử trí táo bón mãn tính. Bác Vin kế tiếp là của giáo sư Tim Van Nussen.
Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái đề tài có liên quan, đó là xử trí táo bón mãn tính. Đây cũng là một trong các rối loạn thường gặp trong thực hành lâm sàng. Táo bón là một cái triệu chứng thường gặp khi các bạn xem xét cái tần suất của nó trên thế giới, chiếm khoảng 14%. Nếu như chặt chẽ hơn theo tiêu chuẩn của rung 3, rung 4 thì tỷ lệ này có thể giảm hơn khoảng 7%. Thường gặp nhiều hơn là nữ so với nam, nữ gấp đôi so với nam. Cho nên đây là một cái tình huống mình thường gặp tại trên lâm sàng. Vậy thì táo bón mãn tính là gì? Đầu tiên khi mình gặp bệnh nhân, mình cần phải hỏi bệnh sử cho kỹ. Cần phải bảo đảm là mình và bệnh nhân nói và hiểu và nắm vững với nhau. Bởi vì có táo bón mãn tính có thể là biểu hiện trên nhiều kiểu, có thể là đi cầu không thường xuyên, phân quá cứng, đi cầu phải rặt, hoặc là đi cầu không hết, hoặc là cảm thấy nó bị mắc kẹt, đi cầu không ra, hay là phải lấy tay để móc phân. Những cái triệu chứng này nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc điều trị cho bệnh nhân. Vì nó sẽ quy định xem, thí dụ như bệnh nhân bị mất đồng bằng của các cơ, hoặc là bị các triệu chứng bị ảnh hưởng thực thể, hoặc là tắc nghẽn cái ngón tay, sẽ hữu ích khi chúng ta sử dụng cái thang điểm về hình dạng của phân Bristol tip 1 và tip 2, hoặc là những cái phân tip khác mà có liên quan tới táo bón. Ví dụ có những người còn là những cục rời rẻ, hoặc là có cục đường rẻ, hoặc là có những người thành đá thỏi. Cái bước kế tiếp là mình cần kiểm tra xem có thực hiện xét nghiệm hay cận lâm sàng chuyên sâu khác hay không. Ví dụ chẩn đoán hình ảnh hoặc là soi đại tràng, cái này thường thuộc vào cái triệu chứng cảnh báo hoặc là báo động, hoặc là phụ thuộc vào một cái yếu tố, thí dụ như táo bón nguyên phát hay táo bón thứ phát, thời điểm khởi phát cái triệu chứng này, thí dụ như từ hồi nào tới giờ vẫn táo bón kể từ khi còn bé, hay là chỉ mới khởi phát khi đã là tuổi trưởng thành, và cái triệu chứng táo bón có xảy ra sau khi uống thuốc hoặc là sau khi bệnh nhân sinh con hay không. Tất cả các khía cạnh vừa kể cần phải được xem xét khi chúng ta đánh giá bệnh nhân bị táo bón. Ăn chất xơ vàng có thấy đỡ hơn không? Ít hay là nhiều? Và cũng cần để ý tới cái quá khứ bị hãm hiếp, bị bạo lực bạo hành. Tôi đẩy trong ngoặc, bởi vì đây là một cái nhiều khi trong cái lần thăm khám đầu tiên chúng ta không có hỏi, không có bàn đến chuyện đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hỏi bệnh nhân, tại vì có nhiều người họ bị đi cầu không ra. Đây là những người mà có thể lên tới 30% trong một số nghiên cứu là trong quá khứ đã từng bị bạo hành, xâm hại tình dục. Đây là cái triệu chứng cảnh báo và báo động. Đây là những bệnh nhân mà chúng ta cần phải khảo sát sâu hơn. Ví dụ như soi đại tràng, tương tự như IBS, chúng ta cũng thấy sụt cân, thiếu máu, là đi cầu ra máu, cao tuổi, hoặc là kêu đau bụng rất là nhiều. Hoặc là những bệnh nhân trong gia đình đã từng có tiền căn bị ung thư, hoặc là khi khám bệnh mình thấy có khối u ở bụng. Mình cũng cần phải suy nghĩ xem thử cái táo bón này có phải là do thuốc hoặc là thứ phát sau việc sử dụng một số các loại điều trị, chẳng hạn sự thay đổi về canxi, về sáp, hoặc là thay đổi về chức năng của tuyến giáp, hoặc các loại thuốc gây táo bón. Nhiều loại thuốc khác nhau có thể khiến cho bệnh nhân bị táo bón, có thể là các loại opioid, một trong những cái loại mà thường hay sử dụng mà gây táo bón, hoặc là các loại thuốc mà có tác động chống cholinergic, thí dụ như các loại thuốc mà chống co thắt của bàng quang, hoặc các loại chống trầm cảm. Chống trầm cảm 3 vòng cho bệnh nhân bổ sung xúc sắc, các loại chống động kinh như carbamazepine, ondansetron, olanzetron cũng có thể gây ra táo bón. Dĩ nhiên là người ta có thể sử dụng loại thuốc đó đối với bệnh nhân bị tiêu chảy kháng trì. Do đó chúng ta cần phải thí dụ tạm ngưng những loại thuốc này hoặc là dừng hẳn.
chúng ta cũng cần khảo sát một số các loại thuốc khác mà có thể hỗ trợ chúng ta, đặc biệt là những bệnh nhân mà bị táo bón do opioid. Người ta có sử dụng naloxone. Naloxone là một dạng dưới vậy. Nó là một loại đối bệnh đối với thụ thể mi, nó không đi qua hàng rào máu não. Nó đánh giá trong hai cái nghiên cứu được công bố trên tờ New England Journal of Medicine. Hai liều 12,5 mg và 25 mg được khảo sát trong hai nghiên cứu. Có tỷ lệ đáp ứng cao hơn so sánh với giải dược ở các bệnh nhân bị táo bón do opioid. Tức là ít nhất có 3 lần đi cầu mà không quá tròn. Naloxone như đã nói là có lợi đối với những bệnh nhân bị táo bón do opioid. Còn đối với những loại thuốc khác thì vẫn còn đang nghiên cứu. Ở những bệnh nhân mà chúng ta không thấy có biểu hiện bởi các loại thuốc hoặc là táo bón thứ phát, không có triệu chứng cảnh báo hoặc là báo động mà không cần phải xét nghiệm hoặc là chuyên sâu thêm nữa, mà chúng ta đã khảo sát theo những cái tiêu chuẩn chức năng của Rome 3 và Rome 4. Các bạn để ý rất là nhiều cái triệu chứng có thể dẫn tới cái chẩn đoán về táo bón, thí dụ như cần phải rặn chẳng hạn trong 1/4 trường hợp đi cầu, phân nó vón cục hoặc là cứng, hoặc là đi cầu rồi nhưng mà cảm giác đi cầu không hết, cảm giác bị tắc nghẽn ở hormone trực tràng, hoặc là cần phải móc tay vào để lấy phân ra, hoặc là một lần trong 1 tuần mà dưới 3 lần đi cầu tự nhiên. Ở những bệnh nhân này thì hiếm khi có phân lỏng nếu như không sử dụng các loại thuốc sổ và không phù hợp với triệu chứng để chẩn đoán IBS. Có nghĩa rằng ở những bệnh nhân này triệu chứng đau không phải là chủ yếu. Nếu như bệnh nhân mà có biểu hiện triệu chứng đau chủ yếu thì bệnh nhân sẽ được xếp vào IBS-C là IBS táo bón thay vì là táo bón chức năng. Điều trị bệnh nhân về táo bón, đầu tiên chúng ta cũng bắt đầu có biện pháp không thuốc, có một cái chẩn đoán chính xác trước, nó dễ hơn so với bệnh nhân bị IBS. Nói cho họ về cơ chế của táo bón, giáo dục cho họ đối với các chế độ ăn, thay đổi lối sống, chất xơ có thể được sử dụng. Tuy nhiên, một lần nữa, chúng ta lại gặp cái nghịch lý của chất xơ. Khi các bạn ăn quá nhiều chất xơ, các bạn có thể làm tăng cái tình trạng lên men. Rất nhiều cái chất xơ này thực sự ra là các loại FODMAP và nó có thể làm tăng các triệu chứng khó chịu của bệnh nhân. Chúng ta có thể bắt đầu từ bổ sung các chất béo hòa tan. Bây giờ tới loại thuốc sổ, một trong các bước đầu tiên điều trị là các loại thuốc sổ thẩm thấu, có thể là các dạng muối, ví dụ như muối magie hoặc là các loại đường đôi mà không có tiêu hóa kiểu lactulose, hoặc là các loại tổng hợp như polyethylene glycol hoặc macrogol. Chúng ta cũng có thể sử dụng bổ sung những loại thuốc sổ mang tính chất kích thích nếu như các loại thuốc sổ thẩm thấu mà không có hiệu quả. Một số những ứng cử viên như bisacodin hoặc là picosulfat natri. Trong một số trường hợp, người ta sử dụng anthraquinone, ví dụ Sena. Đây là cái phân tích gộp cho thấy các loại thuốc sổ thẩm thấu là có hiệu quả tốt hơn so với giải dược. Một trong các loại thuốc sổ thẩm thấu là lactulose. Đường lactulose tương tự như đường lactose. Tuy nhiên, lactose là một loại đường đôi bao gồm galacto và gluco, trong khi lactulose thì nó lại bao gồm galacto và fructose, không có glucose. Chúng ta sẽ không có một cái enzyme để tách cái lactulose thành hai phân tử đường đơn. Và vì vậy, chúng ta không hấp thu cái đường này. Và đường này sẽ tiếp tục xuống cái đại tràng. Nó sẽ thu hút nước và làm tăng cái khối lượng phân lên. Đây là một cơ chế tác động của nó. Cơ chế tác động thứ hai của lactulose đó là tác động prebiotics. Nó sẽ được dùng làm cái thực phẩm cho những vi sinh vật ở trong đường ruột và giúp cho cái lợi về mặt sức khỏe.
Trong nghiên cứu này, người ta sánh lactulose với lại polyethylene glycol là các bệnh nhân bị táo bón mãn tính. Khi sử dụng lactulose là cái cột mà màu xám nhạt thì nó làm gia tăng cái tỷ lệ vi khuẩn bifidobacteria là cái loại lợi khuẩn và làm giảm thiểu. Khi xài polyethylene glycol thì là làm giảm bifidobacteria. Nên chính vì vậy, cái hiệu quả tối ưu của lactulose thì không có sớm được mà nó phải tới tối ưu là phải sau 4 tuần điều trị. Một trong các loại thuốc sổ mà người ta hay sử dụng, đây là một cái khảo sát tại 10 quốc gia châu Âu khác nhau, hơn 1.350 bệnh nhân, khoảng 2/3 bệnh nhân có triệu chứng là có xài thuốc sổ. Người ta có thể sử dụng nhiều loại thuốc sổ khác nhau, có nhiều bệnh nhân sử dụng macrogol, có người sử dụng anthraquinone, một số người sử dụng chất xơ, đủ thứ hết. Tuy nhiên, khi chúng ta xem xét cái sự thỏa mãn và hài lòng đối với thuốc sổ thì hơi thất vọng. Khoảng hơn 1/3, chưa tới 1/3 bệnh nhân là cảm thấy hài lòng hoặc là rất hài lòng với cái điều trị đầu tay này. Và gần khoảng phân nửa là không có ý kiến, họ cũng không có bất mãn không, hoặc là không có thỏa mãn. Hoặc khoảng 1/3 trường hợp là rất không hài lòng đối với cái điều trị. Vậy sau cái bước đầu tiên là thuốc sổ, chúng ta cần các bước điều trị kế tiếp. Trong guideline nói rằng chúng ta có thể ngưng thuốc sổ và chúng ta bắt đầu sử dụng một loại thuốc tăng vận động của ruột androgenetic, tùy thuộc theo các bạn đang cư trú tại lục địa nào. Mà một số quốc gia có thể cho phép các bạn kết hợp thuốc sổ đối kết hợp với loại thuốc androgenetic. Một trong các loại thuốc tăng vận động ruột là prucalopril. Prucalopril là một cái đồng vận của serotonin 4. Nó làm tăng cái nhu động ruột. Khi chúng ta sử dụng một cái loại thuốc này thì nó sẽ kích hoạt cái phản xạ này, dẫn tới sự co thắt ở đoạn gần của khối phân và thúc đẩy cái khối phân đi tới, rồi lại làm giãn cái đầu dưới của cái khối phân, giúp cho khối phân tiếp tục đi tới. Bị kích hoạt cái thụ thể serotonin đối với các neuron nội tại là có vai trò vừa kể, cũng như vai trò kích hoạt chất đồng bằng serotonin 4 thường hay được khảo sát và xăm soi, bởi vì nó nhắc lại cái câu chuyện của sisaprid. Tuy nhiên, các loại thuốc khác thì đã bị rút ra khỏi thị trường do kéo dài cái đoạn QT và ảnh hưởng trên tim mạch. Tuy nhiên, khi khảo sát trên prucalopril thì người ta không thấy như vậy. Khi cái kênh đó bị phong tỏa thì sẽ kéo dài cái đoạn QT trên điện tâm đồ và có thể ảnh hưởng đe dọa tim mạch, gây loạn nhịp tim. Nhưng như đã nói, prucalopril thì hoàn toàn không kéo dài đoạn QT khi khảo sát trên điện tâm đồ, do đó đây là một loại thuốc an toàn để sử dụng. Đây là một cái phân tích gộp. Họ sử dụng prucalopril 1-20 mg một ngày. Hiệu quả của prucalopril tăng ít nhất khoảng 40%, đi cầu tự nhiên ít nhất 3 lần trong một tuần. Sự khác biệt này có nghĩa thống kê hiệu quả ở cả nam và nữ. Về các triệu chứng cá nhân, khi sử dụng prucalopril thì nó tốt hơn ở các triệu chứng thí dụ như khó chịu, co thắt hoặc là cảm giác đi cầu không hết. Tốt hơn so với giả dược. Có một số các tác dụng phụ khi sử dụng prucalopril, chúng ta biết rằng nó có thể dẫn tới tiêu chảy, có thể xem là một cái tác dụng phụ, nhưng mà cũng có thể là cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn để tăng sự thống thoát của phân. Và cần phải nói trước với bệnh nhân
Đó là trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày đầu khi sử dụng Ruxolitinib, bệnh nhân có thể bị nhức đầu. Mà một số bệnh nhân cái cảm giác nhức đầu này có thể nặng và buộc cảm giác buồn nôn. Cũng cần lưu ý bệnh nhân là đừng có bỏ thuốc và ngưng điều trị. Bởi vì nhiều bệnh nhân ngay khi mà họ có tác dụng phụ là họ đã bỏ thuốc trong vòng 1 2 ngày kế. Ruxolitinib như đã nói là một thuốc tăng vận động ruột, tác động trên đại tràng. Tuy nhiên, nó cũng có thể được xem là một cái loại tác động trên dạ dày. Chúng tôi công bố các bằng chứng cho thấy nó cải thiện tống suất thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng. Đây là một nghiên cứu đổi chéo. Trong đó người ta dùng Ruxolitinib trong vòng 4 tuần. Triệu chứng bệnh liệt dạ dày được cải thiện khi sử dụng Ruxolitinib so sánh với những giải dược. Giảm thiểu cái triệu chứng bị đầy, buồn nôn, ói mửa so sánh với giải dược. Như vậy, các bạn có sử dụng Ruxolitinib như là một cái loại bổ sung. Bước 2, sau khi sử dụng các loại thuốc sổ, kết hợp với thuốc sổ. Nếu như mà đã xài Ruxolitinib mà vẫn chưa có hiệu quả, hoặc là các loại thuốc prokinetic. Đây là cái những bệnh nhân mà thường được xem là táo bón kháng trị. Đây là những bệnh nhân mà thường hay vào trong phòng khám chuyên sâu. Đây là những bệnh nhân mà chúng ta nên đi kiểm tra một số các test về mặt chức năng để tìm hiểu các cái cơ chế mà có thể ảnh hưởng tới táo bón của bệnh nhân. Xét về việc phân nhóm về sinh lý bệnh của những bệnh nhân này thì có ba phân nhóm. Cái nhóm đầu tiên là một nhóm bệnh nhân mà có trung chuyển của phân qua đường ruột vẫn là bình thường, mặc dù là họ đi cầu vẫn là bình thường nhưng mà họ cảm giác đi cầu không hơi hết. Nếu như mình đo cái khoảng thời gian trung chuyển của phân qua đường ruột thì mình vẫn thấy nó là bình thường. Nó có thể trùng lặp với các bệnh nhân IBS dạng táo bón. Cái nhóm thứ hai mà thường gặp ở phụ nữ hơn, nhóm này gọi là thời gian phân trung chuyển qua ruột chậm. Đây là những bệnh nhân mà phân đi chậm hơn. Và cái nhóm thứ ba là một nhóm quan trọng. Đây là nhóm bệnh nhân mà có sự hạn chế ở đầu ra mà ảnh hưởng đến sành chậu. Có sự mất phối hợp giữa cơ sành chậu cũng như là cơ tháp của hậu môn. Cái việc phân ra những cái phân tiếp này có thể được chẩn đoán bằng những cái xét nghiệm về mặt sinh lý, thí dụ là xét nghiệm bong bóng hoặc là khảo sát thời gian phân trung chuyển của đại tràng hoặc là đo cái áp lực ở trong trực tràng hoặc là cho bệnh nhân uống thuốc cảnh quan để đánh giá cái việc đi cầu. Cần lưu ý là nó có thể chiếm được khoảng 40% các bệnh nhân táo bón mãn tính. Đây là một nhóm tương đối lớn. Như đã nói, chiếm khoảng 40%. Cần chẩn đoán những bệnh nhân này sớm bởi vì đây là những bệnh nhân mà có thể đáp ứng tốt đối với các liệu pháp phản hồi sinh học. Tuy nhiên, có khoảng 10% bệnh nhân thì không có đáp ứng với các phản hồi sinh học như vậy. Chúng ta có thể kiểm chứng bằng cái test bong bóng. Cái test bong bóng như sau. Đây là một cái test đơn giản mà chúng ta có thể làm ngoài trí. Chúng ta bơm đầy cái bong bóng khoảng 50ml. Bệnh nhân sẽ được yêu cầu là rặn cho cái bong bóng nó đi ra. Điều quan trọng là mình cần phải có sự thảo sự riêng tư cho bệnh nhân và cho bệnh nhân thực hiện ở tư thế ngồi. Khi bệnh nhân nằm nghiêng ở trên giường thì bệnh nhân hơi khó đi hơn, mà đặc biệt là thấy mình ngồi sau. Cho nên cho bệnh nhân ngồi ở trong toilet hoặc là chúng ta kéo màn cho bệnh nhân ngồi. Thông thường để vô như vậy sau 1 phút là phải đi cầu ra rặn ra được. Cái giá trị chẩn đoán dương tính là 64%. Cái giá trị này không cao nhưng giá trị dự báo âm tính 97%, tức là nếu bệnh nhân đẩy được cái bóng nó ra cho dễ dàng hoặc là trong vòng 1 phút thì cái khả năng về tắc nghẽn đầu ra là rất thấp. Bởi vậy chúng ta không cần phải bệnh nhân đi điều trị về phản hồi sinh học nữa. Nếu như các bạn không có làm cái test bong bóng vừa kể, mặc dù cái test đó rất là dễ dàng, thì mình có thể thăm trực tràng. Trong đó một lần nữa chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân rặn hoặc là nhíu nó lại để mình có thể đánh giá cái trương lực khi nghỉ.
bạn siết chặt cái ngón tay của mình coi như thế nào. Ở đây cái độ nhạy tương đối tốt. Tuy nhiên giá trị dự báo với chỉ chẩn đoán dương tính là tương đối thấp. Nhiều bệnh nhân nhiều khi họ sẽ siết chặt cái cơ thắt hormone ngoài. Đo áp lực về hormone trực tràng có thể giúp cho mình chẩn đoán cái trường hợp mất vận động của sàn chậu cũng như là cơ thắt hormone. Nó sẽ cho chúng ta biết về áp lực khi nghỉ của cái cơ thắt hormone. Cái cơ thắt trong là chiếm 70%, cơ thắt ngoài chiếm 30%. Chúng ta có thể bơm cái bong bóng lên và kiểm tra cái cảm giác của trực tràng. Mà quan trọng nữa, ở những người bệnh nhân mà bị táo bón rất là nặng, hoặc là những bệnh nhân đã bị táo bón từ bé, chúng ta sẽ kiểm tra coi phản xạ ức chế trực tràng hormone như thế nào. Cái bong bóng khi mà nó giãn ra, nó sẽ tạo ra một cái phản xạ để mở cái cơ. Nếu như cái phản xạ này không xảy ra, chúng ta sẽ có thể phải nghi ngờ tới bệnh lý Hirschsprung là bệnh lý phình đại tràng tiên thiên ở trẻ em. Chúng ta có thể thấy gì khi đo áp lực về hormone trực tràng? Có thể thấy sự biến thiên, những cái phân tiếp khác nhau. Ở đây là đo áp lực kế với độ phân giải cao. Co thấp, rất là mạnh. Cái này là nghịch lý, bởi vì khi mình đi cầu, mình ngồi xuống thì cơ thắt này nó cần phải giãn ra thì mới đi phân ra được. Nó có thể đi kèm, có hoặc không kèm theo tăng áp lực ở trong trực tràng. Một cách thí dụ khi chúng ta so sánh cái áp lực về hormone trực tràng ở những người hoàn toàn không có cái triệu chứng gì về táo bón với những bệnh nhân bị táo bón chức năng, chẳng hạn đối với tiếp 1, thì thấy có sự gia tăng của cái cơ thắt hormone ngoài. Cái này thường hay gặp ở những người tình nguyện khỏe mạnh so sánh với các bệnh nhân bị táo bón chức năng, cho thấy cái chẩn đoán về sự mất động vận khi đo áp lực kế không phải là cái chẩn đoán cuối cùng, mà chúng ta cần phải kết hợp nó cùng với cái bệnh cảnh lâm sàng, ví dụ như cái test bong bóng hồi nãy hoặc là cái hình ảnh lâm sàng của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có phải cần phải lấy tay để móc phân ra hay không, hoặc là cái cảm giác đi cầu không hết. Trong cái nghiên cứu này, chúng ta ghi nhận chỉ có khoảng 9% những người bình thường là có cái áp lực kế của hormone trực tràng là bình thường. Và vì vậy, đừng chỉ dựa trên cái số đo về áp lực của hormone trực tràng. Hồi nãy chúng ta đã có cái test đo về bong bóng rồi áp lực kế trực tràng. Chúng ta có thể kết hợp với một cái chẩn đoán hình ảnh thứ ba là cái động tác đi cầu của bệnh nhân. Chúng ta có thể sử dụng cộng hưởng từ hoặc là nhảy quang mà có chất cảnh quang Barium. Những hình ảnh này, thí dụ như tư thế nghỉ, sau đó kêu bệnh nhân nhíu nó lại, rằn, rồi sau đó đi cầu. Ở bệnh nhân này, chúng ta thấy bệnh nhân này là có cái hình ảnh về tình trạng thoát vị của trực tràng, một cái túi thừa trực tràng. Chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt giữa một cái bất thường của giải phẫu học, thí dụ sự hiện diện của khối bướu hoặc là một cái vấn đề về mặt chức năng hay là lồng ruột. Việc cái biện pháp này, các bạn thử tưởng tượng coi khi mình cần phải đi cầu mà mình lại ngồi ngay trước cái hình ảnh của các màn hình X-quang như vậy, nó rất là hạn chế về mặt xã hội so sánh phương pháp đo áp lực kế hormone trực tràng. Có khó khăn trong việc chẩn đoán các bệnh nhân về động tác đi cầu. Đây là một cái biểu đồ cho thấy các kết quả của việc kết quả của cái test bong bóng cũng như là áp lực kế và cái hình ảnh X-quang khi đi cầu khác nhau, có sự trùng lắp. Do đó chúng ta cần phải cẩn trọng, đừng đưa ra một cái chẩn đoán nếu chỉ dựa trên một cái khảo nghiệm duy nhất. Nếu như cả cái test bong bóng mà bất thường thì chúng ta có thể chuyển bệnh nhân qua làm cái phản hồi sinh học nếu như chưa kết luận được.
hoặc là mình nghi ngờ có cái tổn thương về mặt giải phẫu học thì chúng ta có thể cho chụp cảnh quang hoặc là cộng hưởng từ. Nếu như tất cả những cái vừa được kể mà thấy bình thường hết thì chúng ta nghi ngờ tới trung chuyển thực phẩm phân qua đường ruột, và chúng ta có thể thực hiện cái xét nghiệm như sau. Đây là một cái chẩn đoán hình ảnh Metcalf test. Người ta sử dụng những cái chỉ điểm mà có cảnh quang cho bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được sử dụng 10 cái cục như vậy mà có cảnh quang trong vòng 6 ngày, mỗi ngày 10 cục, rồi sau đó chụp X-quang vào ngày 7. Rồi chúng ta tính số của những cái cục đó, chúng ta thấy nhân với 2,4. Nếu như thấy hơn 65%, và đặc biệt nếu như các bạn nghĩ tới phẫu thuật, thì mình cần phải lấy cái mức ngưỡng cao hơn, tức là phải lấy 100 tiếng cơ. Điều này là quan trọng, và điều này đã được công bố. Nếu như bệnh nhân đã sử dụng 6 ngày, điều này cũng thường hay xảy ra khi mình sử dụng thuốc, mình cần phải có một chút thời gian để đạt được cái sự cân bằng giữa các động tác đi cầu và khi bệnh nhân sử dụng những cái miếng cảnh quang này đánh dấu. Chúng ta cũng xem xét vị trí của những cái miếng đánh dấu. Nếu như nó bố trí khắp luôn cả cái đại tràng vân vân thì có thể là sự phân bố bình thường, và nếu như nó tập trung ở cái đoạn dưới thì đây thường là cái trường hợp mất đồng vận giữa cơ thắt ngoài hậu môn cũng như là cơ sàn chậu của bệnh nhân. Đây là một trong các bệnh nhân của tôi. Ví dụ bệnh nhân này có 37 cục và thời gian trung chuyển là 88 giờ, như vậy là chậm. Trung bình một bệnh nhân khác 60 cục sau một tuần vẫn còn nằm y chang là đó. Nó phân bổ khắp cái đại tràng của bệnh nhân luôn. Ở những bệnh nhân vừa kể, một số các loại điều trị mới có thể được áp dụng. Ví dụ như các loại kích thích tiết chlorid, ví dụ lubiprostone hoặc linaclotide. Linaclotide sử dụng những cơ chế tương tự, giống như những con vi khuẩn E. coli vân vân, mà đã tạo ra AMP vòng. AMP vòng sẽ dẫn tới cái sự kích hoạt của cái yếu tố dẫn truyền xuyên màng CFTR, dẫn tới sự tăng tiết của chlorid. Chlorua và nước sẽ được thu hút vào trong lòng ruột này, vậy làm mềm phân và dễ đi cầu hơn. Nó có tác động kép bởi vì nó tiết ra chlorua và nước đi ra ngoài. Thứ hai, cái này là dựa trên những cái khảo sát ở trên động vật. Nó có thể tác động trên các neuron nằm ở bên dưới niêm mạc, cho nên có thể tác động để giảm đau của linaclotide. Trong một nghiên cứu pha bay được công bố trên tờ chuyên sai về tiêu hóa, người ta thấy có sự cải thiện gần như ngay lập tức về số lần đi cầu, từ 6 cho tới 7 lần một tuần, so sánh với nhánh nhà dược chỉ có khoảng 2 đến 3 lần. Giảm thiểu đau thì chậm hơn so sánh với nhánh nhà dược. Nếu như tất cả các biện pháp điều trị vừa kể mà thất bại hết thì chúng ta có thể nhờ tới phẫu thuật. Tuy nhiên tôi chưa xin cảnh báo các bạn là phẫu thuật là một đi không trở lại, và cái kết cục có thể không dự báo được. Có một số các bệnh nhân có thể dẫn tới bị tào tháo rượt hoài, bị tiêu chảy hoài, chứng bụng, đủ thứ hết. Do đó cái kết cục nó sẽ không có chắc chắn. Nếu như các bạn được chuyển bệnh nhân qua phẫu thuật viên, có hai chuyển chúng ta có thể cân nhắc. Khi các bạn cân nhắc tới phẫu thuật, chúng ta cần phải xem có phải đây là cái rối loạn vận động ruột mà trên toàn bộ đường tiêu hóa hay không. Cần chẩn đoán loại trừ những cái trường hợp như vậy. Trong đó cái táo bón chỉ là một trong cái hiện tượng, một trong cái triệu chứng. Ở trong cái guideline cũng yêu cầu là chúng ta cần chụp hình và đo áp lực kế của đại tràng với độ phân giải cao. Đây là những cái guideline cũ và rất ít các trung tâm ở trên thế giới thực hiện những cái khảo nghiệm này, và vì vậy vẫn chưa chắc là cái lợi
của nó như thế nào sau phụ thực hiện phẫu thuật. Chúng tôi đã thực hiện như sau, trong thực hành lâm sàng và trong nghiên cứu. Đây là cách chúng tôi làm. Chúng tôi sẽ đưa một cái đầu dò có độ cảnh quang cao vào manh tràng thông qua cái van hồi manh tràng ở đây, đi khắp cái đại tràng. Cái đầu dò của nó nằm ở góc gan. Sau đó chúng tôi coi thử đánh giá của, về đặc ứng của đại tràng khi sử dụng bữa ăn. Bệnh nhân này có sự hiện diện của những con thắt với biên độ cao. Bệnh nhân này hoàn toàn không y xảy ra hết sau khi chúng ta đã sử dụng bisacodin. Tức là hoàn toàn không thấy có những cái co thắt có biên độ cao sau khi đã sử dụng bisacodin. Cái phẫu thuật thông thường là người ta sẽ cắt đại tràng, mở đại tràng bán phần. Nếu như đã chẩn đoán là cái đại tràng nó ù lì, như đã nói, không phải đối với bệnh nhân bình thường, mà chỉ đối với bệnh nhân mà thực sự là kháng trị và thực sự là chọn lọc. Xin cảm ơn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta có một số các câu hỏi để... Có hai câu hỏi đầu tiên mà tôi sẽ gom chung lại liên quan đến chẩn đoán về táo bón. Chúng ta có nhiều câu hỏi, chúng tôi sẽ chọn lọc. Câu hỏi thứ nhất là tần suất của số lần đi cầu 3 hay 4 lần một tuần có thể được xem là táo bón hay không? Và anh có đồng ý với định nghĩa của Robin Hedlin, táo bón tức là không đi cầu trong vòng 24 giờ. Nếu bệnh nhân mà một tuần mà đi cầu khoảng 3 hay 4 lần hoặc là thậm chí 2 lần một tuần mà bệnh nhân vẫn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn thì không có vấn đề gì hết. Bệnh nhân không đi khám bác sĩ thì cái đó không được xem là táo bón. Chỉ khi nào mà nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà cảm thấy khó chịu thì lúc đó chúng ta mới xem là táo bón. Nếu như bệnh nhân nói rằng tôi đi cầu 3 hay 4 lần một tuần mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu đi cầu không hết, tôi không đồng ý với cái định nghĩa mà được đề cập. Tôi không biết cái định nghĩa đó. Tôi sẽ cảm thấy đi trong vòng 24 tiếng mà không đi cầu không sao hết. Những cái bệnh nhân bị IBS có thể họ không đi cầu mỗi ngày. Có một số người cảm thấy khó chịu, một số người không. Chế độ FODMAP thấp có nên sử dụng ở bệnh nhân bị táo bón hay không? Nếu như bệnh nhân có IBS mà chủ yếu là táo bón, tiêu chảy, thì cũng có thể dùng chế độ FODMAP. Nếu như thời gian trung chuyển của phân mà chậm, thì sẽ có thời gian để thức ăn lên men và nhiều đó có thể dẫn tới cái triệu chứng tiêu cực của chế độ có độ FODMAP cao. Trong trường hợp đó, chúng ta sử dụng chế độ ăn có FODMAP thấp. Ngoài ra, chúng ta cũng thể kết hợp thêm những cái biện pháp khác để giảm táo bón, ví dụ như prokinetic hoặc là thuốc sổ. Đối với những bệnh nhân mà đau, mà chứng buộc, mà kháng trì, thì chế độ ăn FODMAP chưa chắc. Bây giờ thêm hai câu hỏi nữa, chúng ta quan tra lâm sàng. Câu hỏi thứ nhất, có thể sử dụng các loại thuốc sổ trong vòng bao lâu và xài các loại prokinetic trong lâu dài, prucalopride lâu dài có vấn đề gì không? Câu hỏi thú vị, là các loại thuốc sổ kích thích không nên sử dụng hàng ngày. Thông thường là ta sử dụng thuốc sổ thẩm thấu thôi, còn thuốc sổ mà kích thích thì một tuần khoảng 3 hay 4 lần mà có thể sử dụng kéo dài. Tôi đã có bệnh nhân xài như vậy suốt nhiều năm mà không sao hết. Dĩ nhiên sau 6 tháng thì chúng ta sẽ cố gắng giảm xuống để coi thử kết quả như thế nào. Tuy nhiên có nhiều người họ bị táo bón mà khó điều trị, mà họ cần cái điều trị kéo dài. Tôi không lo ngại về cái tác động tiêu cực của các việc sử dụng những cái loại thuốc sổ đó đối với vận động của đại tràng. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà kháng trị mà cần phải đi tới phẫu thuật thì tôi vẫn rất hài lòng nếu như họ tiếp tục sử dụng các loại thuốc sổ.
đối với loại thuốc và động ruột, thí dụ Prucalopril chưa có dữ liệu, nhưng nhiên trong thực hành lâm sàng người ta có thể sử dụng suốt nhiều năm mà không sao. Có một số bệnh nhân tôi đổi từ Prucalopril sang một loại androgenetic khác. Nhiều khi qua cái loại thuốc mới nó lờn, mình lại quay trở lại thuốc cũ, hoặc là mình kết hợp cả hai loại androgenetic cùng lúc. Bây giờ chúng ta qua cái lâm sàng. Chúng ta có một số ca lâm sàng về IBS và táo bón. Quý vị có thể tiếp tục gửi các câu hỏi cho chúng tôi. Ca lâm sàng đầu tiên là một phụ nữ trẻ 28 tuổi đến với mình vì đau góc dưới bụng bên trái và chứng bụng đã hơn 10 năm. Bệnh nhân này có đánh hơi nhiều và khó chịu, bất tiện về mặt xã hội, đi cầu phân linh tinh hết. Có khi thì tiêu chảy 5 lần một ngày, nhưng có khi thì suốt 2 ngày không đi cầu. Lại đau nhiều hơn khi đi cầu, nhưng đi cầu xong thì thấy đỡ đau. Bệnh nhân này cũng mô tả cảm giác ở chua nóng 2 lần một tuần. Năm ngoái sụt khoảng 2 kg, có lẽ là do stress trong công việc, nhưng hiện tại thì ổn định. Bệnh nhân nói rằng ban đêm thì không có triệu chứng. Bệnh nhân nói cách đây 4 năm đã có các triệu chứng tương tự và đã đi khám một bác sĩ khác. Bệnh nhân đã từng được điều trị Mebivirine, thấy có hiệu quả, đã ngưng. Tuy nhiên lần này cái triệu chứng nó tái phát và sử dụng Mebivirine thì không có hiệu quả nữa. Chúng tôi đã thảo luận về tâm lý xã hội. Bệnh nhân đã trải qua một cuộc ly dị cách đây 2 năm, làm thư ký, môi trường làm việc căng thẳng. Thật vậy, bệnh nhân đã nói trong tuần thì triệu chứng tăng, nhưng mà cuối tuần thì chứng giảm, bệnh nhân không có thuốc, không uống được. Hồi còn bé, hồi thanh thiếu niên, bệnh nhân có rối loạn chán ăn thần kinh. Ngoài phẫu thuật về ruột thừa vào năm 1995 và cắt túi mật năm 2005. Hiện tại không chán ăn nữa, chỉ số khối cơ thể của bệnh nhân là mức thấp. Cảm giác đau của bệnh nhân ở vị trí giống như trên hình. Bây giờ xin mời các bạn tư với câu hỏi thứ nhất. Thưa các bạn, các bệnh sử này gợi ý gì nhiều nhất? IBS tiêu chảy hoặc là hội chứng đau bụng do thần kinh trung ương, những thực phẩm, bệnh suy đáp hay là nhiễm ký sinh trùng? Bởi vì nó có mối liên quan một cách rõ ràng giữa cái triệu chứng đau cũng như triệu chứng đi cầu, cho nên rất gợi ý là số 1. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể loại trừ đây cũng có thể là một cái bị celiac. Diễn thực phẩm thì ít có khả năng hơn, vì bệnh nhân này nói không có triệu chứng nào khác ngoài đường ruột. Vậy thì chúng ta làm gì? Một số cận lâm sàng, bệnh nhân còn trẻ mà không có dấu hiệu cảnh báo về bệnh lý ác tính. Cân nặng của bệnh nhân đã ổn định rồi. Do đó trong ca này, chúng tôi đã chẩn đoán huyết thanh học với bệnh celiac. Kết quả vậy là âm tính, chúng tôi cũng thực hiện một số các xét nghiệm máu, không thấy có biểu hiện viêm. Và chúng tôi cũng khảo sát can protein trong phân cũng âm tính. Có một câu hỏi đặt ra là có nên xét nghiệm hơi thở tìm đường lactose hay không? Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên hiện nay tôi không có làm cái này nhiều, bởi vì nhiều khi không phải chỉ có bệnh lactose mà gây ra triệu chứng. Có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân, chỉ có một số lượng nhỏ bệnh nhân là chế độ ăn hạn chế lactose là có hiệu quả thôi. Còn ngày nay thì tôi ứng dụng cái chế độ ăn FODMAP nhiều hơn thay vì chỉ ăn chế đường lactose. Nhiều khi chúng ta hay lo cái gì? Và tại sao chúng ta vẫn soi đại tràng khi bệnh nhân còn trẻ? Đó là bởi vì người ta sợ là có viêm đại tràng vi thể. Tuy nhiên thực ra viêm đại tràng vi thể là hiếm gặp ở bệnh nhân trẻ, ở dưới 50 tuổi cũng hiếm luôn. Tuy nhiên là những bệnh nhân mà bị tiêu chảy mà nó kháng trị mà bệnh nhân vẫn quay trở lại với tiêu chảy, thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc kiểm tra viêm đại tràng vi thể.
nhưng mà nó không phải là cái đầu tay. Những bệnh nhân mà có biểu hiện về đêm sụt cân hoặc là gần đây đã sử dụng các loại thuốc mới và đặc biệt là có rối loạn bệnh tự miễn đã biết thì nên suy nghĩ tới viêm đại tràng vi thể. Không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng đè ra làm sinh thiết. Và cần khi soi đại tràng thì cần phải soi luôn cái đại tràng phải, nếu không mình sẽ bỏ sót như triệu chứng ở bệnh nhân. Điều trị đối với bệnh nhân, chúng ta có dùng các loại thuốc chống co thắt, dầu bạc hà, chế độ ăn FODMAP thấp, Loxadolin, Cholestyramine chống trầm cảm. Cái mà chúng tôi làm đó là chúng tôi dùng các loại thuốc chống co thắt và loperamide khi cần. Lưu ý là loperamide nó không có giải quyết được triệu chứng đau của bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân đã từng được cắt cái túi mật, cho nên chúng tôi sợ là không biết phải bệnh nhân này bị rối loạn hấp thu axit mật hay không. Tuy nhiên khi chúng tôi khảo sát thì lại thấy có sự gia tăng axit mật. Vậy vậy chúng tôi đã bổ sung thêm cholesteramine một ngày 2 gói, hơi bất dung nạp chút xíu. Sau đó chúng tôi sử dụng thêm colecevelam. Colecevelam dung nạp tốt hơn, 625 mg ngày 4 lần, tiêu chảy là đỡ hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn đau nhức, vẫn còn đau bụng. Bệnh nhân được đưa vào trong cái nghiên cứu đang trung tâm pha 3 sử dụng Avastin, không có cải thiện, kể cả trong giai đoạn điều trị nhắn mở. Hồi nãy Karen đã nói về chế độ ăn FODMAP thấp có thể hữu ích cho bệnh nhân này. Và quả thực là có hữu ích cho bệnh nhân này. Bệnh nhân cảm thấy đỡ chướng bụng hơn, xì hơi trung tiện cũng ít hơn, đi cầu đỡ hơn. Tuy nhiên, cái đau vẫn kháng trị, cái đau vẫn khó chịu đấy bệnh nhân. Do đó, cái bước kế tiếp mà chúng tôi làm là chúng tôi bổ sung thêm amitriptyline liều thấp vào buổi tối 10 mg mà chúng tôi giải thích cho bệnh nhân. Không phải là điều trị chống trầm cảm mà là điều trị giảm đau. Và kế tiếp là phối hợp chế độ ăn FODMAP và kết hợp thêm loperamide khi có đi cầu, tiêu chảy. Cái điều trị này là hữu ích cho bệnh nhân. Như vậy các bạn thấy chúng tôi đi từng bước một và kết hợp điều trị. Trong ca này, hồi nãy các bạn thấy là tôi cũng đã có cho nó loại trừ cái hấp thu và xịt mặt. Chúng ta sẽ có thời gian cho thêm cái lâm sàng nữa trước khi chúng ta tới thời gian giải lao. Bây giờ chúng ta qua một ca bị táo bón. Đây là bệnh nhân nữ 56 tuổi, làm tạp vụ, lau dọn. Đã bị táo bón từ hồi thanh thiếu niên. Bệnh nhân này chỉ đi cầu một lần một tuần, hoặc nhiều khi 3 tuần mới có một lần. Phân đóng cục trên thang điểm Bristol là ngành phân là số 1. Bệnh nhân thường hay bị chướng bụng đau trong vài ngày rồi mới đi cầu được. Xài lactulose không có hiệu quả. Xài thuốc tỏa dược glycerin cũng không ăn thua. Bệnh nhân đã xài dầu paraffin, xài bucalopril đều thất bại. Khảo sát bệnh sử thì năm 2016 có cách trị. Hiện tại bệnh nhân hiện nay sử dụng cái thuốc sổ macrogol ngày hai gói và phải thụt tháo. Thụt tháo thì do điều dưỡng tới nhà thực hiện. Đây là thang điểm về hình ảnh phân Bristol của bệnh nhân tiếp 1, tiếp 2, như vậy là táo bón nặng. Như vậy gợi ý cái gì nhất là không khó phong là đây là bệnh nhân mãn tính, đau không phải là chủ yếu. Cho nên sẽ là táo bón mãn tính. Chúng tôi đã thực hiện soi đại tràng do tình hình kháng trị của bệnh nhân và độ tuổi của bệnh nhân. Và chúng tôi thấy đây là một cái đại tràng thuộc loại kéo dài. Ở đây chúng ta có thể thấy khi sinh thiết kế tiếp chúng tôi thực hiện một số khảo nghiệm về mặt sinh lý cho bệnh nhân đi cầu và chụp trên màn hình X-quang. Chúng tôi cũng thực hiện các test bong bóng
kết quả là bình thường, kết quả đi cầu cũng bình thường trên hình ảnh X-quang. Kết quả đo áp lực kế thì thấy có sự bất đồng vận về cơ đáy chậu cũng như cơ thắt ngoài, nhưng mà cái test bong bóng thì bình thường. Chính vì có một số hồ nghi cho nên chúng tôi chuyển bệnh nhân tới vật lý trị liệu về cơ sàn chậu, cơ thắt ngoài, cơ thắt trong của bệnh nhân đều hoạt động tốt. Chính vì vậy chúng tôi mới kiểm tra cái thời gian trung chuyển của phần cả 60 cái viên cảnh quang mà cho bệnh nhân ăn vô thì vẫn còn y chang ngày đó tới ngày thứ bảy. Nếu như mình thực sự muốn biết cái thời gian mà trung chuyển, có khi phải chờ tới khoảng 2 đến 3 tuần, chúng ta đã biết rằng đây là một cái trường hợp mà trung chuyển rất là chậm rồi. Như vậy chẩn đoán ở đây là bệnh nhân bị táo bón và thời gian trung chuyển của phân quá chậm, chưa tăng cường cái điều trị bằng linaclotide. Linaclotide là một loại thuốc sổ đời mới, tuy nhiên không có hiệu quả ở liều thông thường. Chúng tôi kết hợp linaclotide và prucalopride. Prucalopride là một loại tăng bệnh động đường enterokinetic, linaclotide là một loại tăng tiết clo. Chúng tôi sử dụng pyridoxine thỉnh thoảng cũng thua luôn. Nó tăng cường acetylcholine tại cơ với cái liều cao cũng không hiệu quả. Và chúng tôi vẫn phải thụt tháo bằng nước cũng như là bằng glycerin mà thường sử dụng ở bệnh nhân này. Tuy nhiên, bệnh nhân nói rằng khi thụt tháo như vậy thì bệnh nhân chỉ đi ra nước thôi mà không đi ra phân và lại cảm thấy chứng bụng nhiều hơn. Đây là một cái táo bón rất là khó mà đã kháng trị, đề kháng với tất cả những cái mà chúng tôi đã làm. Và vậy chúng tôi cho bệnh nhân đi đo áp lực của đại tràng. Thấy kết quả là bình thường, cái co thắt với biên độ cao bình thường sau khi bệnh nhân được sử dụng bisacodin. Bệnh nhân cảm thấy rất là tuyệt vọng, chúng tôi đã làm đủ thứ chuyện rồi, bệnh nhân không muốn tiếp tục như vậy. Và nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vậy vậy bệnh nhân muốn có một giải pháp giải quyết dứt điểm sau khi đã thảo luận rất là kỹ với bệnh nhân giữa chúng tôi và đồng thời với phẫu thuật viên. Chúng tôi chuyển bệnh nhân đi làm phẫu thuật. Bởi vì đây là một trường hợp đã được chứng minh là phân trung chuyển quá chậm. Cho nên bệnh nhân này đã được cắt đại tràng bán phần và sau đó thông nối giữa hội tràng và trực tràng. 6 tháng sau, bệnh nhân cảm thấy rất tốt. Một ngày đi cầu 3 lần. Đôi khi phân hơi lỏng chút xíu nhưng bệnh nhân không cảm thấy khó chịu, không còn đau nữa. Cái ca lâm sàng vừa kể cho các bạn thấy ở những bệnh nhân mà rất là chọn lọc thì phẫu thuật có thể là một cái lựa chọn thay thế, làm cái giải pháp. Tuy nhiên đó phải được xem là cái giải pháp cuối cùng. Nhưng xin phép cảnh báo các bạn là không phải bệnh nhân nào phẫu thuật cũng tốt hết. Có nhiều bệnh nhân phẫu thuật xong lần lành lại thành lần què và lại xấu hơn. Có hai câu hỏi ngắn gọn trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Hiệu quả của vận động thể dục đối với IBS và táo bón như thế nào? Nên chúng ta biết rằng vận động thể lực và thể dục là tốt và cải thiện chất lượng cuộc sống trong IBS và cải thiện đau trong táo bón đã có bằng chứng ở trong y văn. Chúng tôi cũng thường hay khuyên đối với bệnh nhân bị táo bón mãn tính, tuy nhiên theo chỗ tôi biết thì hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu chuyên về thể dục và vận động tập luyện đối với IBS và táo bón. Câu hỏi cuối cùng, có thể sử dụng dầu cần sa không ở trong IBS? Đây là một câu hỏi khó khăn. Chúng tôi đã thấy rất là nhiều các bệnh nhân đã thử đủ thứ chuyện, họ sử dụng dầu chiết xuất từ cần sa để điều trị đau. Có một số bệnh nhân nói rằng đó là thuốc tiên, có bệnh nhân khác thì bảo chẳng có ăn thua gì hết. Nhưng xin cảnh báo rằng trong y văn thì chưa có bằng chứng. Vì vậy trước khi các bạn chỉ định sử dụng dầu cần sa thì các bạn cần thực hiện nghiên cứu đã. Như vậy chúng ta đã xong cái phiên đầu tiên. Chúng ta sẽ họp lại sau 15 phút nữa. Và chúng ta có thể bắt đầu lại với phiên kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý.
Hẹn gặp lại sau 15-20 phút.